hoè hoa lại tơi miếu nương nương một chuyến, thành kính bái tạ. Đến bây giờ, tâm tư nàng mới bình ổn lại, không sợ hãi nữa. Nhưng nàng vẫn không đi tìm Lâm Xuân. Nàng phải đi tìm hắn, buộc hắn sao? Đương nhiên không cần. Nàng thản nhiên cười nghĩ, sớm hay muộn gì hắn cũng phải đến. Xế chiều, nàng từ trong miếu ra ngoài đi một hồi, gặp Thu Sinh từ trên núi trở về. Thu Sinh thấy nàng mừng rỡ, đuổi theo nàng hỏi, Hoè Hoa, ngươi vẫn khỏe chứ? Hoè Hoa quay đầu, ngượng ngùng hỏi, tốt, Thu Sinh đại ca đi săn thú hả? Nàng cho rằng hắn hỏi chuyện rơi xuống nước lần trước. Hắn quả thật hỏi nàng chuyện rơi xuống nước, chỉ là có hàm nghĩa khác. Thu Sinh dùng sức gật đầu nói, ai? Hoè Hoa lại hỏi, đi hôm nào? Vừa đánh giá con mồi sau lưng hắn. Thu Sinh nói, sáng sớm hôm qua. Hoè Hoa kinh ngạc nói, ngày hôm qua đi, hôm nay đã trở lại. Thu Sinh có chút ngượng ngùng vì không săn được thứ gì, nên giải thích, ta, trong lòng ta có việc, rất gấp, chuyện đó. Hoè Hoa mím môi cười, sáng giọng, Thu Sinh đại ca, ngươi gấp cái gì? Chuyện tốt không ở lúc gấp rút, ngươi chưa nghe nói qua sao? Có vài người muốn săn được gia thú tốt, phải ở trên núi mấy ngày để đợi con mồi xuất hiện, rất kiên nhẫn. Thu Sinh thấy nàng cười nhẹ nhàng, nhìn ngây người, hắn lại cảm thấy nàng đang nhắc nhở hắn, ám chỉ hắn không cần quá gấp, đợi mấy ngày tới cửa cầu hôn, bởi vậy nội tâm kiên định. Hai người cười cười nói, đi về thôn. Trên đường, Hoè Hoa hỏi thăm mọi người Lâm gia, càng làm cho Thu Sinh có cảm giác bất đồng. Chỉ là mỗi khi lấy dũng khí, muốn thổ lộ cam kết với nàng, vừa vặn bị ngắt lời, bởi vậy thẳng đến cửa nhà vẫn không thể đem chuyện kia nói rõ ràng. Trong đó Hoè Hoa cũng hỏi tới Lâm Xuân. Thu Sinh nói còn đang giúp Đỗ Quyên làm đông tây, nghe nói sắp xong rồi, đang làm giường đó. Hoè Hoa nghe xong rất lạnh nhạt, cũng không ghen tị tức giận. Lâm Xuân từng nói là giúp Đỗ Quyên xây nhà vì giải quyết một tâm nguyện, giúp làm càng tốt. Hắn càng buông bỏ, sau này cũng không tiếc nuối. Nàng không mất mặt đi ganh tị, cứ thuận theo hắn, làm cho hắn tự mình quyết định tương lai các nàng. Lúc hai người cáo biệt, Thu Sinh thực không nỡ, hỏi Hoè Hoa gần đây bận việc gì, có thường ra ngoài không? Hắn muốn hẹn nàng ra ngoài. Một bàn tay của Hoè Hoa lặng lẽ khoát lên bụng, mỉm cười nói, không hay đi ra ngoài, ở nhà làm chút kim chỉ. Lần trước rơi xuống nước bị bệnh mấy ngày, hôm nay là lần đầu ra cửa, nương ta cũng không cho ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Thu Sinh trơ mắt nhìn theo bóng dáng nàng, hận không thể gọi nàng trở lại. Trong lòng lại nghĩ, tuy nàng nói không vội cũng phải chuẩn bị, sinh lễ cầu hôn phải thể diện. Ân, đành phải vất vả chút, lại đi vào núi mấy ngày, tìm chút gia tốt cho nàng làm xiêm oai hạ quyết tâm xong, không hề lưu luyến nhi nữ tình trường, chỉ dụng tâm chuẩn bị đi. Không nói đến việc này, lại nói ngày đó Lâm Xuân chọc giận Hoè Hoa rồi bỏ đi, chỉ về nhà dạo qua một vòng, cũng không có tâm tư làm việc khác, như cũ trở lại nhà Đỗ Quyên, vùi đầu làm việc, bởi tâm tình hắn không tốt nên không nói nhiều. Thanh Hà lôi kéo Hoàng Tiểu Bảo đưa cải dầu cho Đỗ Quyên, thêm Đỗ Quyên, Quế Hương, bốn người ở dưới ruộng vừa làm vừa nói cười. Nói cười với nhau, Thanh Hà và Hoàng Tiểu Bảo càng thân cận hơn, Đỗ Quyên nhìn thấy nói thầm, xem dạng này, nhị nha không vui rồi. Nhưng hỏi vẫn phải hỏi, dù sao là thay mặt truyền lời mà thôi. Nhân cơ hội này có thể tiếp cận Hoàng Tiểu Bảo, Thanh Hà không chịu buông tha. Cùng hắn ước định ngày hôm sau còn muốn đến, nói còn chưa chồng chỉnh tề, làm Đỗ Quyên thêm ngượng ngùng. Ngày hôm sau, Thanh Hà như cũ cùng Hoàng Tiểu Bảo tới. Buổi trưa lúc ăn cơm, nàng nói tơi ngâm củ cải thế nào để ăn ngon, liền nói đến Hoè Hoa, hôm qua đi ra ruộng nhổ củ cải, cũng không biết làm sao mà rơi xuống nước. Hoàng Tiểu Bảo chấn động, vội hỏi, nàng không sao chứ? Lâm Xuân cũng dừng đũa, hỏi, ai vớt nàng lên? Thanh Hà bất mãn phản ứng kịch liệt của Hoàng Tiểu Bảo, tức giận đến chừng hắn nói, không chết được. Ngươi vội vã như vậy làm cái gì?
nếu nàng có gì ta còn đợi đến bây giờ mới nói sao? Chỉ sợ tối qua trong thôn đã dùm beng rồi. Xem ngươi kìa, không tiền đồ. Ngươi không nghĩ là ngươi không ở trước mặt nàng giúp đỡ, mới hại để nàng rơi xuống nước chứ? Vậy ngươi bây giờ đi tìm nàng đi. Miệng nói như vậy, mắt lại tràn đầy uy hiếp, như nói ngươi đi tìm nàng thử xem. Hoàng Tiểu Bảo nhất thời quân bách nói, ta chỉ hỏi một tiếng, ngươi nói mấy chuyện này làm cái gì? Ai, đám con gái các ngươi thật là, cả ngày không biết nghĩ cái gì nữa. Đỗ Quyên và Quế Hương đồng loạt cười. Đỗ Quyên nói, Tiểu Bảo ca ca, ngươi cua chúng ta vào làm cái gì? Hoàng Tiểu Bảo đỏ mặt, cúi đầu dùng sức ăn canh. Thanh Hà trấn áp Hoàng Tiểu Bảo, chợt nhớ ra vẫn chưa trả lời Lâm Xuân, nên mới nói, không nghe nói ai vớt nàng lên, là tự nàng bò lên, lại không rớt vào giữa sông, chỉ từ trên bờ trước xuống, hiện đang ngủ, có chút phát sốt. Lâm Xuân nghe xong, bên miệng ẩn lộ nụ cười trào phúng. Đỗ Quyên thấy âm thầm kinh ngạc, hỏi Thanh Hà, hoè hoa rơi xuống nước ở đâu? Thanh Hà nói, thì ở miếu nương nương, không có cái ao nước ở đó sao? Quế Hương cũng hỏi, chuyện khi nào? Thanh Hà nói, hình như buổi trưa hôm trước, trước khi chúng ta ở đây, nàng còn nhờ Tiểu Bảo ca ca giúp nàng truyền tin, nói chặt chân, gọi người trong nhà đi đón. Ngươi nói sao nàng luôn bị chặt chân như vậy chứ? Đỗ Quyên tâm vừa động, nhìn về phía Lâm Xuân. Ngày hôm qua trước buổi trưa, không phải là lúc Lâm Xuân đi ra ngoài dạo mát sao? Ở miếu nương nương, chặt chân, còn rơi xuống nước. Sao nàng thấy việc này có gì không thích hợp? Lâm Xuân lại lạnh mặt, chỉ lo cúi đầu ăn canh. Đỗ Quyên nhìn không ra cái gì, liền hỏi, vậy chúng ta không cần đi thăm nàng sao? Trước đó vài ngày, Hoè Hoa vì nàng bận trước bận sau, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, trên mặt mũi là giúp đỡ nàng. Cho nên nàng rơi xuống nước sinh bệnh, Đỗ Quyên không thể không đi thăm. Quế Hương vừa muốn nói chuyện, Lâm Xuân quả quyết nói, không cần. Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lâm Xuân thấy ánh mắt nàng đen láy đang nhìn mình, bên trong rõ ràng tràn ngập nghi hoặc, giải thích, bây giờ, ngươi tốt nhất ít đi vào thôn, đỡ phải gặp người không được tự nhiên, còn có nương của nàng, gặp mặt người còn không tra tam hỏi tứ. Ngươi muốn báo đáp ân tình, chuẩn bị một hai món khác, kêu Quế Hương các nàng mang đi, nói ngươi bận rộn chuyển nhà cửa đi không được, kết thúc tâm ý là được. Hắn thật không muốn Đỗ Quyên đối mặt với Hoè Hoa, không biết sẽ sinh ra chuyện gì nữa. Bởi vậy, hắn một hơi thay nàng sắp xếp. Quế Hương nghe xong vội nói, Đỗ Quyên ngươi nghe Xuân Sinh ca ca, đừng đi, đưa đồ ta mang đi. Nói xong nhớ tới cái gì, lại nói, ai, ngươi bây giờ cũng không có thứ tốt, cũng đừng lấy, để ta lo. Nhà ta mấy đồ lặt vặt nhiều, lấy một hai món đi qua, nói là ngươi đưa. Thanh Hà bĩu môi nói, theo ta, cái gì cũng đừng đưa đi. Ngươi thường lui tới dạy nàng đọc sách biết chữ, nàng giúp ngươi vài ngày, cũng không được sao? Không phải nói, một ngày vi sứ, trung thân vi phụ, sao? Ngươi dạy nàng bao nhiêu ngày? Ngươi chính là nương nàng, còn cần đi thăm sao? Nói xong rất bất mãn trừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Bảo. Hừ, nàng không thích Hoè Hoa. Cũng không biết có gì tốt mà Hoàng Tiểu Bảo thích nàng. Phúc. Đỗ Quyên phun canh trong miệng ra ngoài, giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Quế Hương cũng ha hả cười. Hoàng Tiểu Bảo càng không ngôn ngữ, Thanh Hà nói chuyện vĩnh viễn làm hắn rung động. Lâm Xuân lại nói, Thanh Hà nói đúng, ngươi không đi không ai có thể trách. Đỗ Quyên lau miệng, gật đầu đáp ứng, nói không đi, nhờ Quế Hương ân cần thăm hỏi. Trải qua chuyện Hoè Hoa cầu nàng lần trước, nàng không muốn lui tơi với nàng nữa, vậy thì thuận theo lòng mình, đỡ phải vất vả. Chỉ là bộ dáng của Lâm Xuân, rõ ràng là đã phát sinh chuyện gì, nên rất ghét Hoè Hoa, hơn nữa không cho nàng tiếp cận Hoè Hoa. Là chuyện gì chứ? Nàng muốn hỏi Lâm Xuân, nói chuyện lần trước Hoè Hoa tìm nàng cho hắn biết, lại cảm thấy không tiện mở miệng.
quan hệ hiện tại của bọn họ rất vi diệu, không tính là đính hôn, cũng không phải người yêu. Có 5 năm ước hẹn, chính là muốn hắn làm bất cứ việc gì tự mình quyết định. Hắn đã trưởng thành, có chủ kiến của mình, nàng không cần can thiệp vào. Huống hồ hắn bắt đầu cảnh giác hoè hoa, nàng cũng không cần lo lắng. Vì thế, nàng bỏ qua việc này. Lại qua mấy ngày, Lâm Xuân làm xong bộ giường. Cái giường này tựa như cái phòng nhỏ, trong phòng sắp đặt giường. Không biết Lâm Xuân thiết kế như thế nào, nhìn không cồng kềnh, rất tinh xảo. Giường vây, cột và thành giường đều điêu khắc đồ án rỗng, không phải hoa cỏ mẫu đơn phú quý, cũng không phải kỳ lân hay thủy thú cát tường, mà là những bức tranh nhỏ và cảnh đại dương. Các kiểu phong cảnh đều có, mỗi một bức độc lập, nhưng nhìn kỹ lại là trình tự từ trái qua phải, chia ra là cảnh sắc sơn thủy điền viên của bốn mùa xuân hạ thu đông. Đỗ Quyên khen không dứt miệng, tự đáy lòng nói, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Lâm Xuân vui sướng cười. Hắn chỉ cho nàng xem bốn góc trên nóc giường, hơi hơi lõm vào, trong chỗ lõm cũng có điêu khắc, nhỏ giọng nói, bốn góc này ta điêu hổ, lộc, đạo, mạch. Hai động vật hai thực vật. Đỗ Quyên vội hỏi, có ý gì hay cách nói gì? Lâm Xuân ha hả cười nói, có, bất quá là ta nói. Đỗ Quyên cũng cười. Lâm Xuân nói, vì sao phải làm theo tiền nhân chứ? Ta không thể tự nghĩ ra sao? Đỗ Quyên mạnh mẽ gật đầu nói, tự nghĩ ra mới tốt. Ngươi nói đi, ngươi điêu bốn loại này có ngụ ý gì? Sao phải giấu trong góc khuất chứ? Lâm Xuân nói, giấu đi vì không muốn phô ra thôi. Hổ thì không cần phải nói, là bảo hộ ngươi bình an. Lộc tính tình dịu ngoan nhất, là cát tường thủy thú. Ta dĩ nhiên hy vọng ngươi một đời an nhạc. Còn gạo, lúa mạch là cái nhìn của riêng ta. Ta cảm thấy bất kỳ tài bảo nào đều không qua hai thứ này. Tuy bình phàm nhưng rất quan trọng, cho nên điêu ở đó. Đỗ Quyên rất tán dương, nói, cái này tốt, rất thực tế. Nói cười, Lâm Xuân nói, ta ngày mai phải đi. Đỗ Quyên cả kinh, nàng không nghe hắn nói đến việc này. Lâm Xuân nhẹ giọng nói, sư phó đi hơn một tháng còn chưa trở lại, sư mẫu nóng nảy, ta muốn đi phủ thành xem. Còn lại những thứ kia không cần dùng gấp, đợi lúc nhị ca thành thân ta trở về rồi làm. Đỗ Quyên vội nói, không làm cũng không quan trọng, ngươi sớm ra ngoài hỏi thăm cũng tốt. Bỗng nhiên lại nói, thôi, hay là ta đi cùng với ngươi. Kỳ thật vài ngày nay nàng cũng lo lắng, bởi vì Nhậm Tam Hòa rời núi nhưng không ở lại trấn Hắc Sơn, không đi nhà Phùng ông ngoại, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, không người nào biết hắn đi đâu. Nàng nghĩ chẳng lẽ Tiểu Dượng vì nàng đi tìm người không nên tìm. Nói thật ra, nàng thật không cần hắn làm như vậy, chỉ cần an tĩnh sống thì tốt rồi. Ngay cả lúc Tử Hoàng gia đi ra, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu bi thảm. Lâm Xuân nghe nói nàng muốn đi, vội ngăn lại nói, ngươi đừng đi. Ta biết chỗ đặt chân của sư phó ở Phủ Thành, cũng đã gặp bằng hữu của hắn, ta đi tìm là được. Ngươi đi ra ngoài, ta còn phải lo lắng cho ngươi. Đỗ Quyên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên đáp ứng, lại dặn dò hắn một hồi. Cuối cùng, nàng nhìn chăm chú vào hắn nói, trừ bỏ chuyện này, sau khi ngươi rời khỏi đây phải an tâm đọc sách, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không qua loa cho xong, đối với ngươi không giống như trước đây, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lâm Xuân nghe xong mừng rỡ, kích động đỏ mặt. Ánh mắt của hắn lấp lánh chăm chú nhìn nàng, trịnh trọng nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đỗ Quyên mỉm cười, nói, ngươi chỉ an tâm làm việc nên làm, không cần phát thề. Lời thề là thứ không quan trọng nhất. Người thủ tín, căn bản không cần dùng tới nó. Lâm Xuân nghe hiểu, dùng sức gật đầu. Đúng là hắn cũng nghĩ như thế. Tu luyện kiếp này, đây là việc hắn nên làm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn không lặng lẽ ra đi, mà đến nói lời từ biệt với Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cũng đưa hắn một đoạn đường, mang theo như gió. Lâm Xuân không cho nàng đưa xa, nói đi xa hắn lo lắng cho nàng. Chờ nàng quay về, hắn ngầm đi theo sau,
mãi đến nhìn thấy nàng vào viện mới an tâm lên đường. Sau khi trở về, Đỗ Quyên tìm một ngày thỉnh Phùng Thị đến ở, lại kêu luôn tiểu di Phùng Minh Anh, Nhậm Viễn Thanh, Hoàng Tước Nhi, Hoàng Ly. Các nàng còn mang theo 5 con gà mái đẻ trứng, và 10 con gà con đến cho Đỗ Quyên. Từ khi Đỗ Quyên xây nhà xong, Phùng Thị chưa qua sông một bước. Khi nàng nhìn thấy Lâm gia xây nhà tinh xảo như thế, tuy trong lòng yên tâm không ít, đi vòng vòng xem xét vừa mỏi vừa đau, phản ứng hoàn toàn khác với vợ chồng Lâm Đại Đầu. Biết Đỗ Quyên không có khả năng trở về, lòng nàng nặng nề không vui, hối hận không nên tới đây, càng nhìn càng khó chịu. Đỗ Quyên khuyên nàng vài câu, rồi đi an ủi Tiểu Di. Không phải nàng không nể mặt Phùng Thị, mà nàng rất hiểu tính tình của dưỡng mẫu. Suốt 10 mấy năm sống chung, ngày nào nàng đều khuyên giải nàng, nhưng không thể làm cho nàng thay đổi tính nết này. Hôm nay muốn trong thời gian ngắn khuyên giải được nàng là không có khả năng. Cũng may vì chuyện của Nhậm Tam Hòa, Phùng Thị lo lắng cho muội muội hơn, cố an ủi Phùng Minh Anh, tự mình quên sự khó chịu trong lòng. Tỷ muội Đỗ Quyên lại chuyên tâm làm đồ ăn, làm ra một bức tranh hòa hợp vui vẻ, chọc cho trưởng bối vui vẻ. Nhậm gia gần đây túng quân hơn, nhờ có Hoàng gia và Lâm gia chiếu ứng. Trong vùng núi này, một nhà không có nam nhân, đơn giản sẽ bị suy sụp. Đặc biệt Phùng Minh Anh mấy năm nay được Nhậm Tam Hòa dưỡng ở nhà, ngoài việc làm gia vụ, chưa từng làm qua việc nhà nông hoặc là săn thú, nay kêu nàng làm sao mà sống. Đỗ Quyên nhìn Tiểu Di coi như bình tĩnh, thầm tính toán trường hợp xấu nhất nếu Nhậm Tam Hòa không trở lại. Nàng có trách nhiệm gánh vác Nhậm gia. 10 mấy năm qua, nàng chịu ân huệ của Nhậm Tam Hòa quá nhiều. Vì chuyện của em rể, Phùng Thị không muốn ở lại nhà Đỗ Quyên, mọi người ăn cơm rồi đi về. Từ đó, Đỗ Quyên toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của mình. Còn mấy ngày nữa, nhị ni gả tới, Đỗ Quyên nói nhiều hơn. Hai người cả ngày bàn tính đủ thứ, cuộc sống rất có tư có vị, thập phần dồi dào. Lại nói Hoài Hoa, rốt cuộc có ngày biết được Lâm Xuân đi, không khỏi dại ra. Hắn thế nhưng không nói lời từ biệt với nàng, nói một tiếng cũng không có. Điều này có chút không giống với tưởng tượng của nàng, tựa hồ có sai lầm gì đó. Sai lầm ở chỗ nào? Hắn là người có đảm đương như vậy, không nên như thế mới đúng. Hoài Hoa bỗng nhiên run run lên, nhớ tới bản tính khác của hắn, ngoan tuyệt so với Cửu Nhi chỉ có hơn chớ không kém. Cửu Nhi hung ác vừa nhìn đã biết, hắn nhìn trầm ổn bình thản. Bắt đầu trở ác càng làm cho người ta sợ hãi. Thì nói chuyện của Bát Cân lần trước, hắn trước mặt trưởng bối Lâm gia đánh Bát Cân đến hấp hối, còn uy hiếp nương Bát Cân, muốn một cước đạp chết nhi tử nàng, làm cho nàng sợ tới mức câm miệng không dám nói. Hắn đảm đương, là đối với người thân cận, đối với người hắn chán ghét thì sao đây? Hắn còn có thể có đảm đương sao? Hoài Hoa gần như không dám nghĩ, lại chắc chắn không cần nghĩ thêm, bởi vì nếu thiếu niên kia có chút mềm lòng, sẽ không đánh Bát Cân gần chết, cũng sẽ không dòm ngó tới nàng sau việc xảy ra, không dây dưa rời thôn Thanh Tuyền. Trong lòng nàng cảm thấy rất sợ hãi, thật phần sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy thiếu niên cười nhạo nhìn nàng, trong mắt đầy châm chọc. Hắn vô tình vô nghĩa, sẽ không làm việc theo lẽ thường. Sự kiện kia, hắn căn bản sẽ không nhận. Nói không chừng còn hận nàng quyến rũ hắn. Hoài Hoa tuyệt vọng khóc lên. Lòng kinh hãi như vào đường cùng, nàng trở nên thống hận và quyết tuyệt. Vậy đừng trách nàng, nàng nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Hối hận một đời. Nàng khóc một lúc rồi lau khô nước mắt, vỗ về bụng yên lặng nghĩ lại. Lúc này, nàng hoàn toàn xác định mình đã mang thai, bởi vì Nguyệt Tín thật nhiều ngày không có tới, dĩ vãng chưa bao giờ như vậy cả. Đứa nhỏ này là vũ khí của nàng. Nhưng chuyện này chỉ một mình nàng là không xong, tất yếu dựa vào vương gia. Đêm đó, nàng đem sự tình nói cho cha mẹ nghe. Cha nàng nghe xong nổi điên lên, nương nàng dậm chân mắng to. Nương Hoài Hoa mắng Lâm Xuân, nhãi con lòng già đen tối, làm chuyện xấu không muốn chịu trách nhiệm. Lão nương đem Lâm gia lật ngược luôn.
suốt đêm muốn đi Lâm gia nháo cho long trời lở đất. Đầu óc cha Hoè Hoa thanh tỉnh hơn, liếc nhìn khuê nữ bụng mặt khóc, quát, ngươi hôn mê hả? Nhào có ích lợi gì, không cho khuê nữ sống hả? Nương Hoè Hoa nghe xong mới oán hận im miệng, hỏi, làm sao? Cha Hoè Hoa trầm mặt không nói, tựa như suy nghĩ. Nương Hoè Hoa cũng không ầm ĩ hắn, hận rèn thiết không thành sắt trách cứ Hoè Hoa, lúc ấy nên nói cho bọn hắn biết việc này, nếu lúc đó tìm tới Lâm gia, rèn sắt khi còn nóng, tiểu tử kia đừng nghĩ chuyện chống chế. Nay qua nhiều ngày thế này, hắn rụt đầu chết cũng không chịu nhận thì phải làm sao? Hoè Hoa khóc thút thít nói, còn không phải hắn. Một lòng nhớ thương Đỗ Quyên, ta không muốn quá ép buộc hắn, nghĩ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Ai biết sẽ như vậy? Cha nàng cha bỗng nhiên ngắt lời, Hoè Hoa sẽ gả cho Lâm Xuân. Nương nàng cũng chụp chân mắng, Đỗ Quyên, đó chính là tai họa tinh. Từ khi nhặt về chỉ biết gây họa cho người, trước tai họa người trong nhà, rồi tai họa Lâm gia, nháo cho Lâm gia và thân gia đứt đường lui tới, nay lại tai họa đến trên đầu vương gia ta. Lần này, nếu lão nương tha nàng thì không phải là người. Vương gia tộc nhân đông đảo, còn sợ một cái bé gái mồ côi. Cha Hoè Hoa nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng, nói, kéo đến người không liên quan làm cái gì. Chúng ta chỉ tìm Lâm gia. Lâm gia muốn quỵt nợ, không có cửa đâu. Chỉ cần Xuân Sinh cưới Hoè Hoa. Quản cái gì, Đậu Quyên, Mạch Quyên. Kéo nhiều, chỉ làm cho người nói chúng ta khi dễ bé gái mồ côi. Nương Hoè Hoa phẫn nộ im miệng. Lập tức, cha Hoè Hoa cha kêu hai đứa con trai đến, cả nhà thương nghị đến khuya. Không nói vương gia suốt đêm khẩn cấp thương nghị, ở Lâm gia, Thu Sinh chính thức nói với cha mẹ, hắn muốn cưới Hoè Hoa. Vợ chồng Lâm đại đầu không đáp ứng, nói nương Hoè Hoa không tốt ra sao, còn nói giúp hắn nhìn chúng khuê nữ phụng ra, đợi hạ sinh thành thân sẽ để thân. Nếu là trước kia, nói không chừng Thu Sinh sẽ bị bọn họ thuyết phục. Chỉ là hôm nay không giống ngày xưa, hắn cùng Hoè Hoa có da thịt gần gũi, sao chịu sửa ý. Hắn bất mãn nói, vợ nông dân không phải đều như nhau sao? Các ngươi thích Tước Nhi và Đỗ Quyên, Hoàng Thím và Hoàng Nãi Nãi tốt lắm sao? Nếu các nàng tốt, sẽ không đuổi Đỗ Quyên đi. Còn nói cho má gì? Lại nói, ta muốn cưới Hoè Hoa, không phải cưới nương nàng. Dù tính tình nương nàng không tốt, chẳng lẽ ở một đời với chúng ta? Lâm đại đầu á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, mới kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì nhận định Hoè Hoa? Thu Sinh càng bất mãn, đỏ mắt chất vấn, Xuân Nhi từ nhỏ đã nhận định Đỗ Quyên, sao ngươi không nói, còn một lòng giúp hắn thu xếp. Lâm đại đầu nghe xong liên tục khoát tay nói, y ngươi, đều tùy ngươi. Hắn nhớ tới năm xưa Hà Sinh nói, trong lòng cha chỉ có mùa xuân, không có hạ thu đông, nên không nhiều lời. Ai, con trai là do cha nha? Vợ đại đầu lo âu hỏi, nếu vương gia không đáp ứng thì sao? Thu Sinh nói, nương còn chưa có đi cầu, sao biết được vương gia không đáp ứng? Lâm đại đầu ý bảo vợ đừng nói nữa, lập tức an bài, nhờ bà mối, dự bị sính lễ, chọn ngày, sau đó tới vương gia cầu hôn. Thu Sinh thấy thế mới vui mừng, quay lại cùng cha thương nghị, nếu vương gia đáp ứng, có thể thành thân cùng ngày với Hạ Sinh hay không, đón vợ về qua năm mới. Lâm đại đầu nói, cũng không phải là không được, tất cả mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị xong. Chỉ thiếu tân nương tử, người hỗ trợ Lâm gia cũng nhiều, không có gì ứng phó không được. Thu Sinh nghe xong cười không khép được miệng, phảng phất như đã cưới vợ về. Thấy nhi tử cao hứng như vậy, vợ chồng Lâm đại đầu nghĩ, nhi tử thích là tốt rồi, nên cũng buông bỏ bất mãn với nương Hoè Hoa, hết sức chuyên chú chuẩn bị. Vì thế, đang lúc vương gia ra hết muốn tới Lâm gia đại náo, Lâm gia thỉnh khâu bà mối lại mang theo lễ vật tốt tới cửa. Hỏi rõ sau, nương Hoè Hoa mừng đến tè ra quần, không ngừng bận rộn nghênh vào nhà uống trà. Nhưng là, rất nhanh nàng không cười được. Nếu không phải trước mặt bà mối, nàng muốn chửi ầm lên. Nghĩ lại lời chồng mình nói, nàng cô lắm mới nhìn được, nghiêm khắc cự tuyệt cửa thân này.
Khâu bà mối không hiểu ra sao, không rõ mới vừa rồi bộ dáng nàng vô cùng vui vẻ, sao đảo mắt đã trở mặt không đáp ứng chứ. Nàng nói rõ ràng là nhà Lâm đại đầu cầu hôn cho con trai, không nói sai người nha. Người ta không nói sai, chỉ huynh đệ là sai rồi. Khâu bà mối cũng không phải người ngu, chợt nhớ tới một sự kiện, vài năm trước Diêm bà mối giúp Thạch gia tới hoàng gia cầu hôn, cầu là hoàng tước nhi, lại bị hoàng đại nương ngộ nhận là đại nữ, gây một trận ầm ĩ, cuối cùng Diêm bà mối bị xui xẻo, lại không ai tìm nàng làm mai. Trong lòng nàng, lục bộ, thăm dò nương hoè hoa nói, đại muội tử, bốn con trai Lâm gia, đông sinh còn nhỏ, hà sinh đã sớm cùng hoàng gia khuê nữ định thân, xuân sinh cùng Đỗ Quyên cũng định đã bao nhiêu năm, mới đây còn giúp nàng xây nhà nữa, việc này người cả thôn đều biết, nay chỉ có thu sinh. Nương hoè hoa tức giận ngắt lời nàng, cao giọng chất vấn, xuân sinh và Đỗ Quyên định bao nhiêu năm rồi, sớm định còn kéo cái gì tới con trai cây lê câu, lại có cái gì kim quý phú quý, cái gì hoàng tú tài, một mình nàng muốn gả cho bao nhiêu đàn ông hả? Khâu bà mối nghe xong bị kiềm hãm, thầm nghĩ phụ nữ này nói chuyện rất khó nghe, không biết còn tưởng là Đỗ Quyên là một cô gái không an phận, đi khắp nơi quyến rũ nam nhân. Ngay lúc nàng cho rằng cửa thân này không làm được, bỗng nhớ tới lời Thu Sinh nói, hắn nói nếu trưởng bối vương gia không đáp ứng cửa thân này, thì nói bọn họ hỏi ý hoè hoa. Tâm tư khâu bà mối một chuyện, cười làm lành nói, đại muội tử, không bằng ngươi hỏi hoè hoa một tiếng, không chừng nàng vui vẻ gả cho Thu Sinh thì sao? Nương hoè hoa lại há to miệng nhìn phía sau nàng. Khâu bà mối thấy thần sắc nàng không đúng, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hoè hoa đứng ở phía sau cửa, tay vịn khung cửa, mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng quay đầu nhìn qua, bỗng nhiên miệng mím lại, hai tay che mặt chạy đi, vừa chạy vừa ô ô khóc. Nương hoè hoa hồ, khuê nữ ta trừ bỏ xuân sinh ai cũng không gả, cút đi. Kêu xong thấy khâu bà mối kinh ngạc, nghĩ chuyện này không liên quan tới bà mối, hơn nữa sau này cần tới nàng, đắc tội không tốt, bởi vậy mềm giọng nói, lão tỷ tỷ, xin lỗi, ta không phải trách ngươi, ta là ai, nghiệp chướng, yêu. Khâu bà mối thấy nàng bồi lễ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, điều này cũng không là gì, chúng ta làm cái nghề này, nếu chịu không nổi vài câu, sao còn có thể làm chứ, chỉ cần có thể tác hợp nhân duyên tốt, chính là tích phúc. Vừa nói, vừa tò mò nhìn nương hoè hoa, chờ nàng nói đầu đuôi. Nương hoè hoa lại không định nói cho nàng biết. Chủ yếu là việc quan trọng, nàng phải thương nghị với chồng rồi mới nói. Vì thế khách khí nói, làm khó khâu tỉ tỉ đi một chuyến, thỉnh đi về trước đi. Sau này nếu việc này nói định, sẽ tìm ngươi làm mai mối. Hôm nay hỏa khí ta lớn một chút, khâu tỉ tỉ đừng trách ta. Tìm một ngày ta nấu vài món ăn, thỉnh khâu tỉ tỉ tới dùng cơm. Khâu bà mối thấy nàng không chịu lộ ra, không tiện hỏi thêm. Còn nữa nàng cũng nói, thỏa thuận sẽ tìm nàng làm mai mối, nàng có gì đáng lo lắng, kệ cho hai nhà tự mình kéo đi. Kéo cho đã, rồi nàng ra mặt làm bộ một chút, còn bớt việc nữa. Vì thế, nàng liền nói mấy câu khách khí, rồi đi. Vừa quay đầu, nàng tới Lâm gia, nói cho Lâm gia biết là vương gia không đáp ứng mối hôn sự này. Thu Sinh nhất thời ngây dại, nghe nương hoè hoa buông lời nói, khuê nữ ta trừ bỏ xuân sinh ai cũng không gả, thất thanh nói, làm sao có thể. Lâm đại đầu chợt vỗ bàn nói, nằm mơ. Vợ đại đầu nói thầm nói, chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên muốn gả cho Xuân Nhi chứ, Xuân Nhi đã định Đỗ Quyên. Thu Sinh yên tĩnh một lát rồi hỏi khâu bà mối, khâu đại nương, ngươi có gặp hoè hoa không? Khâu bà mối vội nói, thấy, hoè hoa nàng. Đem biểu hiện của hoè hoa ngay lúc đó nói một lần, vừa nghi hoặc nhìn hắn. Thu Sinh càng thêm thất hồn lạc phách, sao hoè hoa không bằng lòng gả cho hắn chứ? Bọn họ đều đã như vậy, không lấy hắn thì gả ai? Sao còn có thể gả cho Xuân Nhi đây? Vậy còn không loạn hết sao? Lâm đại đầu cười lạnh nói, chắc là nương hoè hoa nhìn chúng Xuân Nhi.
Khâu tỷ tỷ, làm phiền ngươi lại đi Vương gia một chuyến, nói Xuân Nhi đã định Đỗ Quyên. Nếu Hoài Hoa nhà nàng không cho gả Thu Sinh thì coi như xong, muốn gả cho Xuân Nhi thì không được. Thu Sinh nhất thời nóng nảy, bước lên phía trước cản lại nói, cha, việc này đừng nóng vội. Nói đến đây lại dừng lại, đối diện với ba cặp mắt nhìn thẳng vào hắn, tâm tư hắn quay nhanh nhưng không biết nói như thế nào. Rơi vào đường cùng, hắn cũng giống như nương Hoài Hoa, quyết định thỉnh Khâu bà mối đi về trước. Chờ bọn hắn cùng Vương gia thương lượng xong, lại mời nàng ra mặt làm mai. Khâu bà mối rất buồn bực. Vẻ mặt nàng cổ quái nhìn Thu Sinh, nhớ tới phản ứng của Hoài Hoa và nương nàng, dù có tâm tư lung linh cũng không đoán ra chuyện bên trong. Đoán không ra, đành phải đi. Chờ nàng đi xong, Lâm Đại Đầu tức giận nói với Thu Sinh, cửa thân này còn không kết liễu, xem đi, còn chưa nói xong đã nháo như vậy. Nàng nằm mơ hả, muốn gả cho Xuân Nhi, Xuân Nhi chết cũng sẽ không đáp ứng. Thu Sinh khó chịu nói, cha, nhất định không phải là ý của Hoài Hoa, là ý của nương nàng. Lâm Đại Đầu nói, cho nên ta nói nương nàng khó chơi. Thu Sinh không lời gì để nói, rốt cuộc cũng bất chấp cố biện giải cho nương Hoài Hoa. Hắn nghĩ, như thế nào cũng phải giáp mặt Hoài Hoa, hỏi nàng một tiếng. Không cần hắn đi tìm, buổi chiều cha mẹ Hoài Hoa tới cửa. Thu Sinh mừng rỡ, vội đưa vào đông phòng uống trà. Lâm Đại Đầu hai người thấy bọn họ chủ động tới cửa, kinh ngạc không thôi. Vì không biết ý đồ đến, nên để bọn họ vào nhà ngồi. Bọn họ vì chuyện của Thu Sinh, cả ngày hôm nay đều không ra cửa, cho nên cũng không cần tìm, dễ dàng hội họp. Cha Hoài Hoa vừa ngồi xuống, lập tức trầm mặt nói với Thu Sinh, đại điệt tử đi ra ngoài trước, ta cùng cha ngươi nói vài câu. Thu Sinh thấy trận này, trong lòng suy tính nói, chẳng lẽ Hoài Hoa nói cho bọn hắn biết chuyện đó, nên Vương Thúc và Thím tìm đến cha tính sổ. Cũng tốt, cùng lắm thì bị đánh mắng một trận, mắng xong đem việc hôn nhân định xuống thì tốt rồi. Vì thế hắn cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại luyến tiếc đi, nên ở cạnh cửa tây phòng vểnh tai nghe. Mới một hồi, chợt nghe bên kia cãi nhau, vỗ bàn quát mắng. Trong lòng hắn kinh hãi, vội đi ra hành lang, mới nghe xong hai câu, mặt liền trắng, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Cha Hoè Hoa cắn răng nói, ngươi dám không đáp ứng, ngươi nên biết tiểu súc sinh nhà ngươi làm ra chuyện gì. Lâm Đại Đầu giận dữ, mắng, con trai của ngươi mới là súc sinh đó, Xuân Nhi nhà ta làm cái gì? Giọng nương Hoè Hoa the thé nói, ngày đó hắn cứu Hoè Hoa. Lâm Đại Đầu cước đường, cứu khuê nữ ngươi không cảm kích, còn tới cửa mắng người. Nương Hoè Hoa tức giận nói, cứu thì cứu, ai kêu cho hắn đạp hư người. Cha Hoè Hoa cười lạnh nói, nếu không sao nói là súc sinh chứ. Lâm Đại Đầu và vợ nghe xong ngẩn ngơ, như không thể tiếp thu sự thực này. Nhưng Lâm Đại Đầu chỉ sửng sốt trong nháy mắt, liền cuồng nộ vỗ bàn mắng, con mẹ ngươi chó má, ngươi nói Xuân Nhi tao đạp khuê nữ ngươi, ai nhìn thấy, Xuân Nhi từ nhỏ đến lớn chỉ nhớ thương Đỗ Quyên, hắn có thể coi trọng Hoè Hoa sao? Chê cười, dù khuê nữ ngươi có thoát hết xiêm y hắn cũng không ghé mắt nhìn. Cha mẹ Hoè Hoa chạm vào mấu chốt của hắn, triệt để chọc tức hắn. Sao hắn có thể chịu thua người ta, miệng hắn mắng chửi người rất độc địa. Cha mẹ Hoè Hoa nghe xong nhất thời nổi điên, đứng dậy muốn đập phá. Vợ Đại Đầu cũng nổi giận, cùng Lâm Đại Đầu một đối một, kéo hai người đẩy ra phía ngoài, nói bọn họ không biết xấu hổ, muốn vào cửa Lâm ra mà không để ý tới thanh danh khuê nữ, tát nước dơ lên người Lâm Xuân. Trong lúc xô đẩy, Thu Sinh không thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng tiến lên ngăn cản bốn người, dùng hết sức tách bọn họ ra, nói mình có lời, một lần nữa khuyên bọn họ ngồi xuống. Đợi bốn người hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, hắn mới cúi đầu, xấu hổ nói với cha Hoè Hoa, thúc, các ngươi nói sai người. Hoè Hoa không có nói cho các ngươi, ngày đó là ta cứu nàng. Lúc này đến phiên cha mẹ Hoè Hoa dại ra. Tiếp theo, nương Hoè Hoa như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, dậm chân vỗ tay, kéo dài thanh âm la mắng,
hoè hoa đáng thương của ta, gặp một gia đình súc sinh, dám làm không dám nhận, để làm kêu ca ca ra lánh. Các ngươi còn là người sao? Các ngươi sẽ bị thiên lôi đánh. Mắng còn không giải hận, đơn giản ngồi bệt xuống đất, khóc lớn lên. Thu sinh nghe choáng váng, vội la lên, là thật. Hắn chuyển hướng cha hoè hoa, thúc ngươi quên sao? Ngày đó ta trở về muốn gọi người, ngay ở cửa thôn gặp ngươi và đại cường ca đó. Là ta cứu hoè hoa, không phải Xuân Nhi. Ngày đó Xuân Nhi không có mặt, sao có thể làm chuyện đó chứ? Nói xong xấu hổ cúi đầu, tương đương thừa nhận là chính mình tao đạp khuê nữ người ta. Cha hoè hoa lại cho rằng trong lòng hắn có quỷ, đỏ mắt theo dõi hắn nói, ngươi cho là khuê nữ ta bị mù hả? Nàng nói là Xuân Sinh, ngươi nói là ngươi, hai huynh đệ các ngươi còn là người sao? Đệ đệ không cần thì ca ca nhận, vì Đỗ Quyên mà gỡ để ý chết sống của khuê nữ ta. Thu sinh cả kinh nói, hoè hoa nói, làm sao có thể? Rõ ràng chính là ta. Hắn lo sợ nghi hoặc không thôi, lòng tràn đầy hỗn loạn. Cha hoè hoa thẹn quá thành giận, một quyền nện trên mặt hắn. Thu sinh bị đánh lảo đảo lui về phía sau, máu mũi chảy xuống cũng không biết đau, vẫn lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cha hoè hoa nghe xong còn muốn đánh tiếp, bị Lâm Đại Đầu ngăn cản. Với tính tình của Lâm Đại Đầu, nhất định phải đánh trả lại quyền này mới bỏ qua, nhưng hắn bị lời Thu Sinh dọa, không biết thật là Thu Sinh tao đạp khuê nữ người ta hay là Xuân Sinh không cẩn thận bị hoè hoa hãm hại, sau đó Thu Sinh giúp đệ ra mặt nhận. Hắn cho rằng Lâm Xuân Tuyệt sẽ không chủ động thân cận hoè hoa, nếu có làm chuyện đó cũng là bị nàng mê hoặc. Vì lý do đó, hắn không như lúc trước nói lý hợp tình, nhưng hắn như cũ không muốn chịu thiệt. Hai tay chống nạnh, kêu danh hiệu cha hoè hoa, vương ngốt, ngươi cho là Lâm gia ta không ai phải không? Muốn đánh nhau, tốt, gọi hết người tới, chúng ta đánh. Cũng để mọi người phân xử, đại nhi tử ta cứu khuê nữ ngươi còn cứu sai hả? Thu sinh, ngươi nên mặc kệ nàng, nàng đáng bị chết đuối. Nếu Thu sinh nhận, hắn chết cũng cho là Thu sinh. Nháo, dùng sức nháo. Nháo lên thì mất mặt cũng là hoè hoa, hắn sợ con mẹ gì. Nương hoè hoa vỗ đất khàn giọng hô, nếu không phải Lâm Xuân Sinh làm, Thu Sinh có thể thừa nhận thống khoái như vậy sao? Hắn là giúp đệ che đậy, thứ không biết xấu hổ, hai huynh đệ đều không phải là người. Việc này là có thể thay thế sao? Thu Sinh thống khổ vạn phần, hoàn toàn không thể lý giải ý nghĩ của bọn họ. Vợ đại đầu cũng bối rối, nàng vốn kiên quyết không nhận, nhưng Thu Sinh vừa ra mặt cũng làm cho nàng nghi ngờ. Nàng vẫn tin tưởng hai đứa con trai của mình, cảm thấy 10 phần là Thu Sinh cứu hoè hoa. Bởi vậy nàng nói với nương hoè hoa, ngươi đứng lên trước đi. Việc này không thể so cạnh, làm sao có thể tính sai chứ? Nên nghe Thu Sinh nói đã. Nương hoè hoa mắng, nói cái rắm. Ngươi cũng biết là việc này không có khả năng tính sai, khuê nữ ta có thể bôi nhọ chính mình sao? Cha hoè hoa cũng nói, ngày đó hoè hoa từ miếu nương nương đi ra, các ngươi còn muốn chống chế. Xuân Sinh không phải ở miếu nương nương sao? Vợ chồng Lâm Đại Đầu đồng loạt nhìn về phía Thu Sinh. Thu Sinh cố chấn định, giải thích là ta cõng nàng tới đó. Lúc đó hoè hoa bị hôn mê, chợt nhớ tới cái gì, lại nói, không tin các ngươi đi về hỏi hoè hoa, lúc nàng tỉnh lại có phải ở Tây Sương hay không? Xuân Nhi ở Đông Sương, lúc ấy khóa cửa, ta vào không được, mới đem nàng đặt ở Tây Sương, rồi ta đi gọi người, gặp phải Vương Thúc và Đại Cường Ca. Hắn thấy mình may mắn vận phần vì lúc ấy Xuân Nhi không có mặt, bằng không nếu đặt hoè hoa đặt ở Đông Sương nơi hắn ở, thì hôm nay càng nói không rõ. Lâm Đại Đầu nhất thời kêu lên, đúng rồi. Lúc ấy hoè hoa hôn mê, không nhận rõ là ai cứu nàng. Tỉnh lại nhìn thấy đang ở miếu nương nương nên tưởng Xuân Sinh cứu. Nếu là Xuân Sinh, lúc ấy hắn ở đâu? Thu Sinh vừa lúc gặp các ngươi. Hắn tự cho là biết rõ, buông một hơi thở dài. Cùng lắm thì Thu Sinh cưới hoè hoa là được, khó trách lúc trước Thu Sinh gấp như vậy. Nhưng cha mẹ hoè hoa không cho hắn như ý, một mực nói hoè hoa tận mắt thấy là Lâm Xuân.
Thu Sinh đang nói dối, bởi vì Lâm Xuân bị Đỗ Quyên, tai tinh kia mê hoặc, không muốn cưới Hoài Hoa, mới kêu đại ca ra mặt gánh trách nhiệm. Hai bên cãi nhau lần nữa. Hoài Hoa nương thấy Lâm gia chết sống không chịu nhận, nổi cơn bất chấp mọi thứ, vọt ra sân lăn lộn khóc lóc om sòm, nói lớn nhỏ Lâm gia đều là súc sinh, để tao đạp khuê nữ nàng, ca ca ra mặt gánh tội, không phải là người. Cha Hoài Hoa cũng không ngăn cản. Nếu Lâm gia không chịu thừa nhận, Hoài Hoa khẳng định không thể sống. Mạng còn không có, còn cần mặt mũi gì nữa? Thêm nữa, hắn cũng hận thấu Lâm gia, quyết tâm kéo Lâm gia xuống. Hoài Hoa không sống được, hai đứa con trai Lâm gia cũng phải chôn cùng. Vì thế chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà, người trong thôn đều vọt tới xem náo nhiệt. Nương Hoài Hoa khóc khàn cả giọng, nói tỉ mỉ từ đầu với mọi người, ngay cả chuyện Hoài Hoa mang thai cũng vạch trần ra, làm Thu Sinh cả kinh hồn bay khỏi xác. Hai vợ chồng Lâm đại đầu cũng kích động. Việc này nếu là bình thường, không chừng hai họ đốt pháo ăn mừng, trước mắt lại là tai họa. Thôn Thanh Tuyền chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời sóng to gió lớn nổi lên. Hoàng gia ở cách vách, đương nhiên biết trước hết. Không có Đỗ Quyên, biểu hiện Hoàng Tước Nhi quyết đoán vượt xa người thường, một mặt kêu Hoàng Ly chạy nhanh đến Tư Thục nói cho Hoàng Nguyên biết việc này, sau đó đi qua bên kia sông truyền tin cho Đỗ Quyên, muốn nàng chuẩn bị sẵn sàng, vì việc này khẳng định sẽ liên lụy nàng. Một mặt lại cho Hồng Linh đi nhà cũ kêu Hoàng Tiểu Bảo, một mặt rút một cây thước dắt ở trong người, đuổi tới Lâm gia, đi rất hùng hổ. Nàng không có mời trưởng bối Hoàng gia ra mặt. Lâm lão thái gia chỉ nghe Hạ Sinh báo tin nói đại khái, liền lập tức phân phó đại nhi tử nhanh chóng mang Lâm đại mãnh đi. Việc này không thể coi thường, không chỉ quan hệ đến uy vọng của Lâm gia trong thôn, còn quan hệ đến tương lai hai tôn tử. Còn có, hắn kết luận đứa cháu đại đầu kia ứng phó không được, đừng nhìn hắn bình thường ra dáng khôn khéo lắm mà lầm. Phân công xong, chính hắn cũng cùng bà già đuổi tới sau. Lâm đại mãnh có mặt, trước cường thế trấn trụ cha mẹ Hoài Hoa, sau đó phái người thỉnh trưởng bối đức cao vọng trọng của Vương gia đến, cùng cha hạch thương nghị việc này. Trưởng lão Vương gia đến, nhìn thấy tràng diện này gần như muốn xỉu vì tức. Lúc này việc bọn họ muốn làm nhất không phải là làm rõ chuyện Hoài Hoa, mà là đem cha mẹ Hoài Hoa đánh chết. Lâm thái gia vội vàng cản bọn họ lại, tỏ vẻ hai nhà là quan hệ thông gia, bất cứ việc gì đều dễ thương lượng, cứng rắn kéo vào nhà. Lập tức, Lâm lão thái gia, Lâm đại mãnh và hai trưởng lão Vương gia tộc ở trong một gian trong phòng hỏi Thu Sinh chuyện đã xảy ra. Lâm lão thái bà và Vương nãi nãi người lúc trước giúp Đỗ Quyên tắm 3 ngày, cùng với vợ đại mãnh và một phụ nữ Vương gia ở một gian phòng khác hỏi Hoài Hoa chuyện đã xảy ra. Hai nhà ước định, hết thảy mọi sự đều chờ hỏi rõ mới xử trí. Lúc này, cha mẹ Hoài Hoa bị đưa vào tây phòng Lâm gia ngồi chờ. Bên ngoài người xem náo nhiệt không chịu đi về, rải rác ở ngoài sân Lâm gia, hoặc ở bên Hoàng gia hoặc nhà lão quả cân, vừa thấp giọng bàn tán chuyện lạ này, vừa chờ kết quả. Nói bên cánh đàn ông, mấy người nghe Thu Sinh kể lại chuyện xảy ra, Lâm thái gia quát hỏi đầu tiên, ngươi cứu người, không nhanh chóng đưa nàng trở về nhà, sao dám làm ra việc xấu đó? Tuy là quát hỏi, nhưng muốn hắn giải thích lý do. Tính nết đứa cháu này, hắn biết rất rõ, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng hắn cứu Hoài Hoa xong lại nổi thú tính cường bạo nàng. Nhất là giữa ban ngày ban mặt làm việc này ngay giữa đồng, trong đó chắc chắn có lý do. Thu Sinh thống khổ vạn phần, hắn phải nói như thế nào đây? Hắn nhớ tới Hoài Hoa ôm hắn gọi, lạnh, đừng đi, bộ dáng nhu nhược kia làm hắn đau lòng không thôi, sao chịu nói thật. Hôm nay nháo như vậy, thanh danh nàng đã quét sạch, nếu hắn thêm lửa, nàng còn sống nổi sao? Nghĩ xong, hắn cúi đầu nói, là tôn nhi mụ đầu. Lâm đại mãnh theo dõi hắn nói, Thu Sinh, ngươi phải ăn ngay nói thật, ngươi nên biết, việc này không chỉ can hệ một mình ngươi, còn có Xuân Nhi. Vương gia tứ thái gia nghe xong bất mãn, trợn mắt nói, đại mãnh, ngươi nói gì vậy? Nếu theo lời ngươi dạy, còn muốn chúng ta tới nghe làm chi? Lâm đại mãnh nói, Vương tứ gia,
thu sinh có thể làm chuyện vô liêm sỉ đó sao? Vương tứ thái gia tức giận nói, không phải hắn đã làm sao? Hôm nay vương gia như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Lâm đại mãnh cũng bực mình không thôi, thầm trách thu sinh không biết nặng nhẹ chết sống. Lúc này còn có thể mềm lòng. Thu sinh ngơ ngác nghĩ, dù sao đều là hắn sai, mặc kệ chết sống hắn nhận là được, không kéo đến Xuân Nhi. Lâm lão thái gia không để ý tới, tiếp tục hỏi thu sinh. Vừa hỏi là hỏi ra gần đây hắn vẫn lên kế hoạch tới vương gia cầu hôn, mà Lâm Xuân lại như người không có việc gì vẫn giúp Đỗ Quyên làm ra dụng khí cụ trong nhà xong, trở về phủ thành đọc sách. Ông nói với vương tứ thái gia, việc này cứ như vậy, là thu sinh cứu hoè hoa, không dính líu tới Xuân Nhi. Cháu mình ta biết, thu sinh nói các ngươi đều nghe thấy được, hắn gánh tất cả sai lầm, cũng không muốn nói tới hoè hoa một chữ. Ngươi cũng hơn 100 tuổi rồi, trong lòng rõ ràng khẳng định không đơn giản như vậy. Còn có Xuân Nhi, hắn một thanh niên mười mấy tuổi, nếu thật đã làm chuyện đó, có thể vô thanh vô tức không nói thêm một câu bỏ đi. Hắn có thể giả giống đến thế sao? Vương tứ thái gia cứng cổ nói, vậy thì cũng không nhất định. Xuân sinh mê luyến Đỗ Quyên không phải là chuyện một ngày hai ngày, xảy ra chuyện không chịu gánh trách nhiệm cũng là có thể. Nhà các ngươi nuông chiều tiểu tử kia, còn không phải thu sinh ra mặt thay hắn gánh. Lâm thái gia nhìn hắn châm chọc nói, ngươi cũng biết là Xuân sinh mê luyến Đỗ Quyên không phải chuyện một ngày hai ngày sao? Nếu thật hắn cứu hoè hoa, ngươi cảm thấy hắn có thể làm loại chuyện này với hoè hoa sao? Ông nói thực uyển chuyển, không giống Lâm đại đầu trực tiếp mắng, dù khuê nữ ngươi thoát hết xiêm y hắn cũng không ghé mắt nhìn. Nhưng vẫn làm cho vương tứ thái gia thẹn quá thành giận, cao giọng nói, sao mà không thể? Bọn họ ở tuổi dễ xung động nhất, làm việc không dùng não. Nếu không phải hắn thì là thu sinh có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được. Lâm lão thái gia ha hả cười to hai tiếng, kiên quyết nói, nếu là đứa cháu trai khác, ta thật không dám cam đoan với ngươi. Xuân Nhi đứa nhỏ này, ta dám cam đoan với người, trong lòng hắn chỉ có Đỗ Quyên. Tuyệt sẽ không động tâm tư với hoè hoa. Vương tứ thái gia liền nói hắn thiên vị tôn tử, đạp hư thanh danh khuê nữ vương gia. Hai lão già cộng lại hơn 100 tuổi liền dùng beng lên. Lâm đại mãnh vội khuyên giải, nói xem nãi nãi bên kia nói như thế nào. Bên phía đàn bà, hoè hoa xấu hổ vạn phần, che mặt khóc không ngừng. Nàng vạn vạn lần không ngờ tới, cha mẹ làm lớn chuyện này. Vô luận kết quả thế nào, sau này nàng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Nhưng lúc này chỉ khóc là không được. Vợ đại mãnh nhìn chằm chằm nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, mình còn nhỏ kiến thức nông cạn cỡ nào, tự cho là tính kế chu toàn, đích thực nghĩ sai rồi. Liên lụy đến hai tôn tử ngoan, trưởng bối Lâm gia đều tới, tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đầu óc nàng mê muội, chỉ thấy tiền đồ xa vời. Dù bất lực cũng phải giao phó, không tránh khỏi. Vì thế nàng vừa khóc thút thít vừa kể rõ, Đức Quang nói xong chuyện xảy qua. Vợ đại mãnh lập tức hỏi, ngươi chật chân, đi đường cũng không được, không an ổn ngồi chờ cha ngươi tới tiếp, xuống sông rửa tay làm gì? Nàng cũng không truy cứu ai cùng hoè hoa làm chuyện đó, chỉ hỏi căn do. Hoè hoa nức nở nói, lúc đầu ta bị chật, té ngã làm giơ tay. Người nhà ta chưa tới, ta đợi sốt ruột, nên muốn đi tắm rửa. Nhưng Xuân Sinh mang theo như gió từ bên kia lại đây, ta nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn, không để ý nên trượt xuống nước. Nàng muốn nói người tới là Xuân Sinh. Vương Lão Thái Thái hỏi tới, Xuân Sinh nhìn thấy ngươi. Hoài Hoa rưng rưng gật đầu nói, nhìn thấy, hắn đứng lại nhìn nữa. Vương Lão Thái và Lâm Lão Thái cùng gật đầu nói, Xuân Nhi. Đứa nhỏ này, mắt thấy hoè hoa rơi xuống nước, sẽ không thấy chết mà không cứu. Lâm lão thái ngược lại tán thành lời nói này, cũng gật đầu. Vợ đại mãnh vợ không để ý tới, tiếp tục hỏi hoè hoa, thật là Xuân Sinh, lúc ấy sao ngươi không nói cho cha và ca ca ngươi? Ngươi biết là Xuân Sinh và Đỗ Quyên định thân, ngươi không sợ không sốt ruột sao? Nếu nói cho cha ngươi biết, lúc ấy có thể tìm đến Lâm gia. Khi đó Xuân Nhi còn ở nhà, sự tình đã dễ giải quyết. Hoè hoa ô ô khóc,
đem ý nghĩ lúc ấy của mình nói ra. Những lời này ngược lại là sự thật, lúc ấy nàng thật nghĩ như vậy. Bên vương gia tức giận nói, Hoè Hoa làm như vậy cũng coi như toàn tâm ý. Xuân còn nói gì nữa, lòng dạ ác độc như vậy, cũng không đi thăm nàng một lần, cuối cùng còn bỏ đi, cho đại ca ra mặt gánh, còn là người sao? Vợ đại manh cười nói, vương tẩu tử, việc này còn chưa biết rõ, sao đã mắng người? Vương gia nói, đây không phải đã rõ ràng sao? Vợ đại manh nói, rõ ràng, ta còn hồ đồ đó. Vừa nói vừa hỏi Hoè Hoa, lúc ấy ngươi còn tỉnh. Thật nếu là như vậy, ngươi bị Xuân Sinh khi dễ, ngươi không tức giận sao? Không đau hận, không mắng hắn, không kêu không gọi, không né không chạy. Dù ngươi không khỏe bằng hắn, chuyện qua rồi cũng nên xấu hổ đến sông tìm chết mới đúng. Còn có tâm trí nghĩ dùm cho Xuân Nhi, lại cái gì cam tâm làm thiếp? Hỏi liên tiếp làm cho Hoè Hoa giật mình. Nếu nàng tỉnh thì có hai khả năng, một là tự nguyện, một là bị cưỡng ép. Nếu là bị cưỡng ép, thì như vợ đại mánh hỏi, sao nàng nhìn đến bây giờ, lúc ấy nên nháo ra. Nếu là tự nguyện, nàng có thể nói như vậy sao? Không thể nói nàng quyến rũ Lâm Xuân. Nếu nói Lâm Xuân cưỡng ép, nàng bởi yêu hắn cho nên cũng nguyện ý, cũng không được, bởi vì nàng không có nắm chắc. Nửa đường nhảy ra một thu sinh đáng giết kia, nàng đối với việc này đã không có nắm chắc. Không có nắm chắc nhưng vẫn cắn chặt Lâm Xuân không buông, nàng không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng thích nói chuyện mơ hồ, hướng dẫn người ta hiểu lầm trong tưởng tượng. Như vậy dù bị bại lộ, cũng không phải là trách nhiệm của nàng, không trách lên đầu nàng được. Nếu nói tình hình thực tế là nàng bị choáng, vậy sao lại xác định người làm là Lâm Xuân đây? Trả lời không được, hai tay nàng bụng mặt ô ô khóc, vừa nghĩ nên ứng phó thế nào. Vợ đại mánh vợ nào cho nàng thời gian suy nghĩ, không ngừng thúc hỏi. Hoè Hoa giật mình, xem tình hình này, nên chừa đường lui. Vì thế nàng nức nở nói, ta lúc ấy hồ đồ. Sau đó ta nghĩ, sau đó Xuân Sinh xuất hiện, nên ta nghĩ là hắn, tỉnh lại ở trong miếu nương nương, ta càng nghĩ là hắn. Vợ đại manh hết sức hài lòng, nói với vương gia, xem, nàng cũng là đoán, cũng không thấy rõ là Xuân Sinh làm, vậy là đúng rồi. Vương gia nói, đúng cái gì mà đúng, lúc ấy hai người bọn hắn ở đó, không phải Xuân Sinh có thể là ai. Vợ đại mánh lại nói, theo ngươi nói như vậy, sau đó cha và ca ca Hoè Hoa gặp Thu Sinh, vậy cũng không thể nói là Thu Sinh làm. Thu Sinh cũng nói là hắn cứu Hoè Hoa, sau đó Xuân Nhi ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Vương gia á khẩu không trả lời được. Vợ đại mánh cười tủm tỉm quét một vòng qua mấy người, tằng hắng một cái nói, ta cũng không thiên vị, cũng không thể cứ như vậy nhận định chính là Thu Sinh làm, ta còn muốn hỏi người khác. Nhất định tra rõ hết manh mối, làm cho vương gia tâm phục khẩu phục, mới vui vẻ kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta là thân thích, cùng ngồi uống rượu mừng. Ai ơi, xem đầu óc ta, hai nhà chúng ta vốn là thân thích, đại cô hắn hôm nay cũng tới rồi. Buổi nói chuyện làm mọi người đều nở nụ cười, không khí dịu đi rất nhiều. Lâm lão nhìn cháu dâu hết sức hài lòng, nói, vợ đại mánh, ngươi còn muốn hỏi ai? Hỏi mau đi. Rồi thân thiết đối với Hoè Hoa nói, Hoè Hoa, ngươi đừng lo lắng, không quan tâm là ai, lão thái thái ta đều giúp ngươi làm chủ. Hoè Hoa cúi đầu nhỏ giọng nói, đa tạ lão thái thái. Lâm lão thái cười gật gật đầu với vợ đại mánh. Vì thế, vợ đại mánh lại kêu Hoàng Tiểu Bảo vào hỏi. Hoàng Tiểu Bảo vào nói không được vài câu, lại lòi ra Thanh Hà. Thanh Hà lại đi vào, còn nói ra Quế Hương và Đỗ Quyên. Cuối cùng đồng loạt đều gọi tới, bọn họ đều chứng minh, lúc Hoàng Tiểu Bảo và Thanh Hà đi đến nhà Đỗ Quyên, một lúc sau Lâm Xuân cũng tới. Càng trọng yếu hơn là, xiêm y trên người hắn khô ráo, căn bản không xuống nước. Vợ đại manh cười đầy mặt sáng lạn. Sắc mặt Hoè Hoa trắng bệch, cả người run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch, Lâm Xuân căn bản không cứu nàng, cũng không chạm vào nàng. Nói như vậy, thật là Thu Sinh cùng nàng làm việc kia.
nàng như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, thống khổ và tuyệt vọng, còn xấu hổ và bi phẫn. Nàng thật là thua sạch sẽ. Nhưng nàng có thể nhận thua nhận mệnh như vậy sao? Nàng không ngẩng đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Đỗ Quyên như ngọn lửa nóng thiêu đốt thân thể nàng, cười nhạo nàng không biết lượng sức, chẳng biết xấu hổ. Trong lòng nàng liền dấy lên ý niệm điên cuồng, vô luận thế nào cũng không cho nàng dễ chịu. Vì thế, nàng ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, vô lực lắc đầu, đối với mọi người réo rắt thảm thiết nói, ta không tin. Ta không tin hắn thấy chết mà không cứu. Vừa nhìn về phía vợ đại mãnh nói, khi đó tuy ta hôn mê hồ đồ, trong lòng vẫn là biết được một chút, nếu không ta cũng không thể khẳng định nói là hắn. Ta có thể lấy chuyện này nói bừa sao? Các ngươi hỏi ta, ta cũng nói không rõ. Ô ô, ta khi đó. Nàng đột nhiên bụng mặt cúi đầu khóc giống lên. Việc này quả thật đủ khó chịu, rất khó nói tỉ mỉ rõ ràng. Cho nên, biểu hiện hòe hoa đúng mức, mọi người đều không nói gì. Hoàng Tiểu Bảo vội vàng nói, hòe hoa, chúng ta nói đều là nói lời thật. Thanh Hà mạnh mẽ kéo hắn một cái, dỉ tai nói, không có mắt. Ngươi còn nhìn không ra, nàng muốn hại Xuân Sinh, hại Đỗ Quyên. Cũng chỉ có ngươi ngu ngốc, coi nàng là người tốt. Hoàng Tiểu Bảo ngây ngẩn cả người. Lại nhớ tới Đỗ Quyên đã sớm nói cho hắn biết là Hoài Hoa thích Lâm Xuân, rồi nhìn về phía Hoài Hoa ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nhưng hắn không dám tin tưởng, nếu Hoài Hoa thật cùng Thu Sinh xảy ra chuyện đó, còn chết cắn Lâm Xuân không buông, này, quá đáng sợ. Hoài Hoa bình tĩnh chút, lại ngẩng đầu mặt hướng về đám người Quế Hương, thê thiết nói, ta cũng chưa nói các ngươi nói dối, nhưng Xuân Sinh biết võ công. Chạy nhanh thế nào các ngươi đều rõ ràng, sao biết hắn không thoát xiêm y xuống nước, dù mặc xiêm y, hắn là người luyện võ, vốn mặc ít hơn người thường, ngày đó giữa trưa lại có mặt trời chói chang, hắn chạy một trận, thổi khô xiêm y còn không là chuyện dễ dàng. Vương gia bật thốt lên, khẳng định là thoát xiêm y xuống nước, cho nên hắn ôm Hoài Hoa mới nhìn không được. Nói đến đây vội vàng phanh kịp. Ngượng ngùng nhìn về phía vợ đại mãnh. Vợ đại mãnh liền nói với Hoàng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Bảo tị hiểm đi ra ngoài. Nơi này, mọi người đều hồ đồ, một là Lâm Xuân nhìn thấy Hoè Hoa rơi xuống nước lại không cứu, điều này quả thật làm cho người nghi hoặc. Hai là Hoè Hoa khẳng định cảm giác là Lâm Xuân cùng nàng làm chuyện đó, cũng không khỏi làm người không tin. Chung quy nàng nói mình mang thai, nếu định sai cha đứa nhỏ, không phải là chê cười sao? Lại nói, nếu thật nghĩ sai rồi, tương lai Lâm Xuân chắc chắn sẽ không hòa nhã với nàng, chẳng lẽ nàng không rõ sao mà còn muốn tự mình chuốc lấy khổ? Vợ đại mãnh nhân tiện nói, Hoè Hoa, ngươi nên nghĩ kỹ. Hai mắt Hoè Hoa không ánh sáng, ngốc ngốc nói, tâm ta không mù. Lúc nói lời này, tim nàng như bị đao cắt. Hận mắt mình bị mù, mơ heo mông tâm, đem Thu Sinh thành Xuân Sinh, bất tỉnh ngày cả người đều không thấy rõ mà cứ như vậy dễ dàng buông thả, nhìn không được nước mắt rơi như mưa. Hai trưởng bối vương gia không chịu nổi, đang muốn nói chuyện, Đỗ Quyên lên tiếng. Nàng khẽ cười nói với Hoè Hoa, ngươi thật ác, đối với người ác, đối với mình cũng ác, chỉ vì gả cho Lâm Xuân mà lên kế hoạch này, mất không ít cân não đi. Vừa vặn lúc Lâm Xuân đi dạo tới nhổ củ cải, lại vừa vặn chật chân còn chạy đi rửa tay, vừa vặn lại rơi xuống nước, vừa vặn còn gọi Tiểu Bảo ca ca đi gọi người, may mắn Tiểu Bảo ca ca đụng phải Thanh Hà, bị nàng kéo đi, đứa nhỏ tới nhà ngươi truyền tin lại quên mất, không thì đợi lúc người nhà ngươi tới đón ngươi. Vừa lúc sẽ nhìn thấy Lâm Xuân cứu ngươi, các ngươi ôm nhau, dù không làm gì cũng bắt hắn chịu trách nhiệm, chập chập. Tính kế thật hay, sao ta lại không biết ngươi lợi hại như vậy chứ? Nhưng ngươi trăm tính ngàn tính cũng không tính được Lâm Xuân sẽ không cứu ngươi, ngươi lại đem Thu Sinh ca ca làm Lâm Xuân. Có phải là kêu lạnh chết sống ôm lấy hắn không buông hay không? Khẳng định là vậy, bằng không đã không xảy ra chuyện, Thu Sinh ca ca là người ra sao chúng ta đều rõ ràng. Nhưng sao ngươi lại nhận không ra Thu Sinh ca ca chứ? Không phải ngươi biết bơi à? Sao ngươi lại để cho mình hôn mê chứ?
nàng vừa làm trinh thám vừa nhíu mày, như trong sự kiện này có việc làm cho nàng không nghĩ ra. Mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là suy đoán, lại rất có lý, vợ đại mãnh hoàn toàn tin. Lời nói Đỗ Quyên làm Hoài Hoa giận không kềm được. Thật sự nàng rất phẫn nộ, bởi vì lời nói đó đã lộ trần nàng không còn chỗ nào che giấu. Nàng nhìn Đỗ Quyên răng nanh run lên, run run nói, ngươi, là ngươi không cho Lâm Xuân đến. Ta đã nói, hắn không phải là kẻ không đảm đương. Đỗ Quyên ngắt lời nàng, nói, Hoài Hoa, một mình ngươi diễn trò có ý tứ sao? Dù ngươi lừa được mọi người, cũng không lừa được chính ngươi, không lừa được Lâm Xuân. Cho dù ngươi qua được cửa ải trước mắt này, tương lai phải làm thế nào? Lúc chỉ có hai người các ngươi thì nói dối cho ai nghe? Nàng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nàng thông suốt kế hoạch của Hoài Hoa, vì yêu không từ thủ đoạn tính kế Lâm Xuân, nếu kế sách thành công cũng coi như một đường ra, nhưng kế hoạch đã thất bại, nàng còn mang đứa nhỏ của Thu Sinh còn không chịu nhận sai, vậy còn không điên à? Hoàn toàn tự tìm đường chết. Vương gia tức giận kêu lên, Đỗ Quyên, việc này Hoài Hoa cũng không phải cố ý, nàng cũng bị thua thiệt nhiều, dù ngươi trách nàng cũng không thể vu oan cho nàng như vậy. Nàng cho rằng Đỗ Quyên oán trách Hoài Hoa chặn ngang một cước, phá chuyện tốt của nàng và Lâm Xuân nên phẫn nộ. Chung quy vì lúc trước nàng ở Hoàng gia chịu chuyện tương tự một lần, sinh khí cũng là bình thường. Vương lão cũng ôn thanh nói, Đỗ Quyên. Ánh mắt không đồng ý nhìn nàng. Đỗ Quyên nghiêm túc đối vương lão nói, Vương thái thái, ta không phải nói bừa, là có căn cứ. Nàng không để ý tới vương gia, chỉ nói với vương lão thái, là tin tưởng nàng. Người ta có thể sống hơn 100 tuổi chẳng lẽ là uống phí sao? Nếu không có chút cơ trí và trí tuệ, thì không thể bảo trì tâm tính bình thản. Nếu tâm tính không thể bình thản, thì không có khả năng trường thọ. Nàng để ý thấy, trong thôn này có rất nhiều lão nhân trăm tuổi tâm tư rất đơn giản, nói chuyện cũng đơn giản một mạc, như không có kiến thức, không có tiền đồ, từ từ ngẫm nghĩ lại rất có triết lý. Vợ đại mãnh vội hỏi, căn cứ gì? Đỗ Quyên liền đem chuyện hôm nhà nàng vừa xây xong, Hoài Hoa ở miếu nương nương khẩn cầu nàng tác hợp nàng với Lâm Xuân. Mẹ nuôi nghĩ xem, việc này ta có thể đáp ứng sao? Ngay cả đại đầu ba bá đều không miễn cưỡng Xuân sinh, ta có tư cách gì kêu hắn cưới người này cưới kẻ kia? Hoài Hoa liền nói ta tâm tư độc ác, muốn một đời chiếm lấy Xuân sinh, không cho hắn dễ chịu. Quế Hương vội vàng kêu lên, chả trách ngày đó ngươi về trễ, sau đó Hoài Hoa cũng không lui tới. Mọi người nhất thời biến sắc, Vương Thái Thái nhíu mày nhìn về phía Hoài Hoa. Hoài Hoa im hơi lặng tiếng nói, Đỗ Quyên, ta thích Lâm Xuân. Trong thôn này con gái thích hắn không chỉ một mình ta, ngươi không cần làm lớn chuyện nói cho người khác biết. Quế Hương không phải thích Cửu Nhi sao, chẳng lẽ nên mất đầu? Ta bất quá chỉ là đau lòng Xuân sinh vì ngươi bận trước vội sau, ngươi không biết tốt xấu còn một lòng nhớ thương Hoàng Nguyên, cho nên khuyên ngươi vài câu, kêu ngươi để bụng hắn một chút, ngươi cứ như vậy gài ta. Đỗ Quyên nhìn nàng khẽ cười một tiếng, cũng không biện giải. Nói thật ra, lúc này Hoài Hoa còn có thể ứng phó tự nhiên, nàng chân tâm bội phục nàng, dù sao nàng làm không được. Nàng trước giờ không phải là người có tâm tư kín đáo, làm không được như Hoài Hoa. Nhưng nàng không hề lo lắng. Tâm tư Vương Hy Phượng không kín đáo sao? Kết quả còn không phải là cơ quan tính tật sao? Việc nên nói nàng đều nói, còn lại thì do trưởng bối Lâm gia và Vương gia phán đoán đi. Nàng không tin, Lâm gia bỏ mặc cho người ta hát chậu phân lên đầu Lâm Xuân. Quả nhiên, vợ đại mãnh nghiêm nét mặt nói, Hoài Hoa, chúng ta không thể chỉ nghe ngươi, cũng không thể chỉ nghe Thu Sinh, chúng ta còn muốn nghe Xuân Sinh nói như thế nào. Đây không phải là việc nhỏ. Nói xong lại chuyển hướng Vương Lão Thái, nói, Vương nãi nãi ngươi nghĩ đi, thật nếu là Xuân Sinh làm, hai nhà chúng ta vì tiểu bối bao dung chút, cũng không có trở ngại gì. Nhưng hắn không nhận, không những không nhận còn cùng Thu Sinh kết phường lừa Hoài Hoa, để làm kêu ca ca gánh, vậy còn là người sao? So súc sinh cũng không bằng. Việc này Lâm gia ta nhất định phải biết rõ.
Lâm Lão Thái khẳng định nói, Xuân Nhi và Thu Sinh sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm này. Bà bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi hỏi đều là dư thừa, tôn tử bà tuyệt sẽ không làm việc này, không khỏi tỉ mỉ đánh giá Hoè Hoa. Vương Lão Thái cũng do dự. Nếu nói Lâm Xuân không có khả năng thấy chết mà không cứu, vậy chuyện làm mà không nhận càng không có khả năng, mà biểu hiện của Thu Sinh rất phù hợp với chuyện đã xảy ra là tới vương gia cầu thân, chuyện xảy ra xong lại che chở Hoè Hoa, đây mới là bộ dáng nên có. Nhưng Hoè Hoa, Vương Lão Thái phát hiện, mình không thể nhìn thấu đứa chắc gái này. Chỉ có phụ nữ vương gia nhìn Đỗ Quyên hừ một tiếng. Nhất thời Lâm Đại Mánh tới đây, kêu các nàng đi chính đường thương nghị. Lúc này, vợ chồng Lâm Đại Đầu, cha mẹ Hoè Hoa cũng tới rồi. Hai bên đem tình huống nói ra, Lâm gia đã xác định chân tướng, tin tưởng là Thu Sinh cứu Hoè Hoa, mà vương gia chỉ có một người tin tưởng, những người khác bất kể mặt mũi, đều tin Hoè Hoa, nhận định Lâm Xuân không bỏ được Đỗ Quyên, nên dám làm mà không dám nhận. Vương Tứ Thái gia nói, ta cũng không nói tới chuyện xa xôi, thì nói tháng 4 năm nay, Xuân Sinh vì Đỗ Quyên mà đánh bát cân huynh đệ nhà mình gần chết, xuống tay ác độc, Hoè Hoa thì tính cái gì? Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy có lý, vì thế lại cùng Lâm ra tranh luận. Trong đó đặc biệt cha mẹ Hoè Hoa có phản ứng lớn nhất. Bọn họ đương nhiên tin tưởng khuê nữ nhà mình. Cho nên, nương Hoè Hoa nghe tẩu tử vương ra nói, Đỗ Quyên, Vu Khống, Hoè Hoa cầu nàng nhường Lâm Xuân cho mình, còn nói hết thảy đều do Hoè Hoa tự mình an bài, mục đích muốn tính kế làm vợ Lâm Xuân, nhất thời như điên xông ra. Trong sân, Đỗ Quyên đang cùng Hà Sinh, Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói chuyện. Nương Hoè Hoa lao tới, đứng giữa sân chửi nàng ầm lên, các loại ô ngôn huế ngữ ùn ùn xuất hiện, bắt đầu từ lúc Đỗ Quyên mấy tháng dùng ta bịt tiểu Tước Nhi của bát cân, mắng đến chuyện nàng hại biểu ca Diêu Kim Quý Lưu Đày, hại Hoàng gia, hại Lâm gia, chính là hồ ly tinh trong núi thay hình đổi dạng đến tai họa thôn Thanh Tuyền, đồ đĩ. Đỗ Quyên chỉ nghe, không nghe rõ không quyết định được a. Rốt cuộc là đấu văn hay là đấu võ, phải căn cứ biểu hiện của nàng mà quyết định. Nghe tới từ con đĩ, nàng liền bay qua làm nhiều việc cùng lúc, nhắm ngay hai lỗ tai, vừa nói, dù ta là một thiếu nữ mồ côi, cũng không phải ngươi có thể khi dễ. Vì sao chỉ đánh hai lỗ tai chứ? Bởi vì nương Hoè Hoa bị người khác đoạt đi qua. Là Hoàng Tước Nhi. Nàng chỉ chậm hơn Đỗ Quyên một bước, theo sau xông tới, lúc nương Hoè Hoa bị Đỗ Quyên đánh đến đầu óc choáng váng, thì nàng một tay nắm tóc nàng kéo xuống, một tay xòe ra, năm ngón từ trán cào xuống, thoáng chốc năm đường vết thương máu chảy đầm đìa nhìn thấy kinh tâm. Cái này còn không tính, bàn chân liều mạng giẫm một cái, rồi đạp thẳng vào sau đầu gối. Nương Hoè Hoa đột nhiên bị hai tỷ muội tập kích, ứng phó không nổi, lúc này té ngã. Hoàng Tước Nhi cũng không buông tay, nhào lên, cưỡi lên hông nàng. Một tay như cũ níu chặt tóc nàng, một tay từ trong lòng rút ra một cây thước thẳng, quất xuống. Vừa quất, vừa cắn răng kêu lên, ta cho ngươi mắng, ta cho ngươi mắng. Nương Hoè Hoa không còn sức đánh trả, hai tay bảo vệ đầu, hét thảm như giết heo, làm mọi người kinh hoàng nổi hết da gà. Hoàng Tước Nhi kêu vài tiếng, lại đổi từ, ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Nhận sai hay không? Nói, nhận sai hay không? Nương Hoè Hoa sao còn trả lời được? Hoàng Tước Nhi không nghe thấy thanh âm cầu xin tha thứ, dĩ nhiên vẫn quất. Cả một sân bao gồm Đỗ Quyên tất cả đều dại ra. Đây là khuê nữ văn tính nhất hoàng gia sao? Chẳng những có chuẩn bị mà đến, ngay cả công cụ cũng mang sẵn, chỉ chờ đợi thôi. Cha Hoè Hoa theo sau vợ chạy đến, thấy thế dĩ nhiên không chịu bỏ qua, sắn tay áo muốn xông tới hỗ trợ. Còn chưa tới trước mặt, đã thấy trước mắt nhoáng lên một cái, trên mặt sớm ăn một bàn tay, không khỏi giận dữ. Nhìn lại, là Hoàng Ly, nàng ra sức chạy tới, nhảy dựng lên đánh hắn một bạt tai. Tư thế kia có chút giống vận động viên hiện đại, một kích xong, nương theo quán tính chạy tới phía trước vài bước, xoay một vòng mới quay đầu đứng vững,
bày ra tư thái phòng thủ cẩn thận nhìn hắn. Cha hòe hoa mắng, tiểu tiện sao hóa. Mới vừa không để ý mặt mũi đuổi theo đánh Hoàng Ly, thì một cây roi ra bay qua, ba, một tiếng, đánh trúng mặt đất bụi bay mờ mịt, cây roi sượt qua cánh tay hắn đau rát. Ngươi dám động nàng thử xem. Thiếu nữ như phù dung mặt đầy sát khí, tay cầm roi ra chắn trước người hắn. Cha hòe hoa nhìn Đỗ Quyên không thấp hơn mình bao nhiêu, dáng người thon dài duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt như hoa trong trẻo, hai mắt đe dọa nhìn hắn làm mắt hắn hoa lên, hắn không tự chủ được xấu hổ, nhát gan lùi về phía sau một bước. Ba đóa hoa tỉ muội hoàng gia đối đầu với hai vợ chồng vương gia, vừa bày ra tư thế, đám người sợ ăn và ầm ầm tản ra, sau đó lại tụ lại, ai nấy tự tìm kiếm vị trí thích hợp đứng, hình thành một vòng tròn lớn. Đem năm người vây vào giữa. Mọi người nhìn ba chị em, ngạc nhiên không nói ra được. Nhất là Hoàng Tước Nhi, đảo ngược hết ấn tượng của cả thôn với nàng. Sao hôm nay Hoàng Tước Nhi lại mạnh mẽ hung ác như vậy? Nương Hoè Hoa ở Lâm gia vừa lên tiếng chửi, nàng liền biết Đỗ Quyên sẽ bị liên lụy. Nhưng Đỗ Quyên đã rời Hoàng gia, Hoàng Tước Nhi căn bản không trông cậy vào Hoàng gia vì nàng ra mặt như tháng 4 lần đó. Ngay cả cha mẹ nàng cũng không trông cậy vào, nhưng nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Khi đến đây nàng đã nghĩ sẵn, hôm nay không lấy thân phận khuê nữ hoàng gia, mà lấy thân phận dâu Lâm gia vì Đỗ Quyên ra mặt. Vừa lúc cho mọi người biết là Đỗ Quyên vẫn có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể khi dễ. Thứ hai muốn lập uy trước mặt người cả thôn, tương lai vào Lâm gia cũng dễ đặt chân. Qua một tháng nữa, nàng chính là dâu Lâm gia. Sau lưng nàng có toàn bộ Lâm gia, nàng sợ cái gì? Gia thân thủ đánh nhau một trận, coi như cho Lâm gia tộc và các chị em dâu nhìn xem, nàng, Hoàng Tước Nhi không phải dễ trêu, tương lai đừng nghĩ khi dễ nàng. Nàng muốn giống như vợ Lâm Đại Mãnh và Tiểu Di, làm một người vợ lợi hại, chứ không muốn như nương, miệng cọp gan thỏ. Bởi vậy bây giờ, nàng xuống tay phi thường ác. Hơn nữa, nàng vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, như trở về khi còn nhỏ, cùng Đỗ Quyên ở bờ sông đè Hoàng Tiểu Bảo xuống đánh, từng tiếng quát hỏi, ngươi có phục hay không? Mọi người nghe xong trong lòng co rút, nhất là Hoàng Tiểu Bảo. Khiếp sợ, mọi người đều đưa ánh mắt chuyển về phía Hoàng Lão Thực và Phùng Thị. Bọn họ làm sao sinh ra khuê nữ như vậy? Phùng Thị cũng vừa mới đuổi tới. Chủ yếu là Hoàng Nguyên không cho nàng đến, sợ nàng sinh khí hoặc là bị đụng động thai khí, nói hắn đi là được. Nhưng nàng nghe cách vách nháo lớn như vậy, còn liên lụy đến Đỗ Quyên, đến cùng nhìn không được vẫn phải tới. Nghe nương Hoè Hoa mắng Đỗ Quyên, nàng tức giận đến cả người phát run, bản năng muốn lao về phía trước, bị Hoàng Nguyên khuyên can, mới không tiến lên. Hoàng Nguyên cản nương lại, mình đương nhiên phải ra mặt. Ai ngờ mới đi vài bước, bên kia tỷ muội đã động thủ. Khí thế của đại tỷ làm hắn chấn động đến trợn mắt há mồm. Còn có tiểu muội và Đỗ Quyên, mỗi một người đều lợi hại. Quả nhiên, trăm thứ không dùng dùng được một là thư sinh, a. Hắn không khỏi xấu hổ, khuyên cũng không phải, giúp cũng không phải. Dù sao bọn tỷ muội chiếm thượng phong, hắn liền đơn giản quay đầu tìm trưởng bối vương gia lý luận, đàm phán thích hợp với hắn hơn. Phùng Thị thấy Hoàng Tước Nhi mạnh mẽ hung ác như vậy, thật ngoài ý muốn, trong lòng thoải mái hơn. Hoàng Lão Thực giơ chân kêu to, Tước Nhi đánh, đánh phụ nữ đáng chết kia. Hắn được Nhi tử dặn dò, phải chiếu cố vợ mang thai, nên không đi lên. Mọi người thấy hắn không đi lên, mà kêu khuê nữ đánh hăng vào, đều há miệng. Các hán tử không biết nên mắng hắn yếu nhược hay nên khen ngợi hắn có phúc khí, nuôi khuê nữ ai cũng có văn có võ còn có thể quản gia. Bất quá mới một hồi công phu, vương gia từ trong nhà kéo ra sân. Lâm vương hai nhà đều có phản ứng, có người kêu, kéo ra các nàng. Có người gọi, đại cường, ngươi chết ở đâu, còn nhìn mẹ ngươi bị người ta đánh. Còn có người gọi, lên, lên một lượt đi. Đám con nít lại kêu, đánh, đánh, đánh đổ chó đẻ này. Trong sân một mảnh hỗn loạn. Hai ca ca của Hoè Hoa, Đại Cường và Tiểu Cường rốt cuộc cũng ra mặt. Lúc này không động,
không phải là bọn họ không để ý đến lão nương, mà là không tiện tiến lên. Nương mắng Đỗ Quyên khó nghe như vậy, người ta có thể không đánh nàng. Hoàng gia khuê nữ lớn nhất cũng mới 17-18 tuổi, chẳng lẽ để cho thanh niên bọn họ mạnh mẽ ra quyền đánh thiếu nữ nũng nịu, phấn nộn hay sao? Còn không bị người mắng chết. Nhưng mà vừa sửng sốt, cha mẹ đều bị đánh. Vậy thì bọn họ không thể không động, muốn đi lên kéo bọn họ ra. Ai ngờ mới vừa động đã bị Hà Sinh và Đông Sinh cản lại, níu thành một khối. Hà Sinh thấy thái độ Hoàng Tước Nhi mạnh mẽ khác thường, không buồn ngược lại là vui. Cảm thấy nên như vậy, tính tình Tước Nhi ban đầu cũng quá mềm mỏng, dễ chịu thiệt. Cho nên, Hoàng Tước Nhi đánh nương hoẻ hoa, tuy hắn không hỗ trợ nhưng ở bên canh chừng, hai mắt chuyển động bốn phía, xem chừng người vương gia, ai dám đi lên, hắn liền động thủ. Không chỉ như thế, hắn còn lặng lẽ nháy mắt với Đông Sinh, Thập Cân, để bọn họ đều tụ bên cạnh hắn. Đại Cường, Tiểu Cường đã sớm ở dưới tầm mắt hắn. Hai người vừa động, hắn đã đằng đằng sát khí kêu, Hoàng Tiểu Bảo, tiến lên, rồi kêu các đường huynh đệ, còn không giúp một tay. Lại liếc mắt nhìn Thu Sinh đang ngây ngốc, mắng, ngươi dám cưới tăng môn tinh kia vào cửa, ta sẽ không nhận người huynh đệ này. Vì thế Lâm gia huynh đệ cùng Hoàng gia huynh đệ đều ùa lên. Hoàng Tiểu Bảo vốn đang nghi hoặc, nghe Thanh Hà thổi gió bên tai cả nửa ngày, nói đây hết thảy đều là hoè hoa dở trò quỷ, hắn ngốc nghếch còn bị nàng sai sử lợi dụng, đã sớm nổi giận trong bụng, lại thấy nương hoè hoa chút giận lên người Đỗ Quyên, ác ngôn nhục mạ, càng là trong lòng tức giận, muốn trừng trị kẻ ác. Thu Sinh vừa kêu, hắn liền nhào lên, nhắm ngay Tiểu Cường đập. Tiểu Cường không phòng bị đánh chúng cũng nổi giận. Bọn họ không tiện đánh nhau với tỉ muội Đỗ Quyên nhưng đối với Lâm gia huynh đệ thì không chùn tay. Huống hồ Hoè Hoa bị Lâm gia huynh đệ khi dễ, Hà Sinh còn tuyên bố không cho Thu Sinh cưới Hoè Hoa, bọn họ làm sao nuốt được khẩu khí này. Đang muốn tìm bọn họ xả giận nên cũng ra tay tàn nhẫn. Đi theo lại có huynh đệ vương ra tới hỗ trợ, hai bên hỗn chiến một hồi. Thu Sinh nhìn cảnh loạn như vậy, bên tai quanh quẩn lời Hà Sinh nói, phẫn nộ lại bất lực, không biết vì sao nháo thành như vậy. Bên kia, cha Hoè Hoa và Đỗ Quyên rằng co. Đỗ Quyên cao giọng nói, nàng dám mắng ta, ta liền đánh nàng. Cha Hoè Hoa chất vấn, ngươi làm cái gì mà bố trí Hoè Hoa ta? Ngươi không nói, nương nàng có thể mắng ngươi sao? Đỗ Quyên nói, đó không phải là ta bịa ra, mà chính là sự thật. Hoàng Ly bỗng nhiên lớn tiếng nói, vương Hoè Hoa có dám thể trước miếu nương nương, nếu có tâm tính kế Xuân Sinh ca ca, vương gia tộc trong nửa năm chết tuyệt, từ đó đoạn tử tuyệt tôn, ngươi có dám phát thể không? Bé gái vừa mở miệng là khác người thường, những người liên can trong ngoài đều kinh ngạc đến ngây người. Hoè Hoa ở trong phòng cũng cả kinh, mặt không còn chút máu, hận ý trong lòng dâng lên ngập trời. Vương thị tộc nhân đều tức giận đến điên rồi, đều lần lượt quát mắng. Cha Hoè Hoa run run nói, sao ngươi sao không kêu người Lâm gia phát thề? Hà Sinh lập tức nói tiếp, Thư Sinh ngươi thề đi. Hắn cũng không kêu đại ca. Thư Sinh lo sợ nghi hoặc nhìn mọi người, bất lực. Không phải hắn không dám thề mà hắn nghĩ tới Hoè Hoa. Hắn rốt cuộc cảm thấy, sợ là Hoè Hoa đem hắn trở thành Xuân Nhi. Ý nghĩ này làm cho hắn thống khổ vạn phần, nhưng không thể lui, bởi vì Hoè Hoa mang thai con của hắn nên làm cái gì bây giờ? Sự đó dự và thống khổ của hắn, lại bị vương giá cho rằng hắn trột dạ, càng kêu lên. Hà Sinh liền cao giọng nói, hắn không dám, ta đến. Nếu Thu Sinh và Xuân Sinh nói dối lừa Hoè Hoa, Lâm gia tộc ta trong nửa năm chết tuyệt, từ đó đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong chuyển hướng Đại Cường, ngươi có dám giống ta nói như vậy không? Mặt Đại Cường dại ra. Hắn thật không dám nói. Không phải hắn không tin muội muội, chỉ là lời này quá độc. Vương Lão Thái cuống quýt nói với Vương Tứ Thái gia, mau cản bọn họ lại. Trong mắt bà tràn đầy sợ hãi, rất sợ Đại Cường bị kích động phát lời thề. Vương Tứ Thái gia cũng cảm thấy không ổn, bước lên phía trước ngăn cản.
Lâm Thái Gia nghe xong lời Hạ Sinh nói, chống quải trượng lảo đảo một cái, mắng, tiểu tử đáng chết, đồ hỗn hào, đại mánh, tách bọn họ ra, muốn tạo phản hả? Vì thế, trưởng bối hai nhà đi ra la mắng, khuyên giải, tách bọn họ ra. Nương Hoè Hoa cũng được kéo dậy, sớm bị Hoàng Tước Nhi đánh đến thay đổi hoàn toàn, như một cái đầu heo. Cộng thêm 5 đường vết thương túa máu trên mặt, Hà Sinh lại đỡ Hoàng Tước Nhi, kéo nàng qua một bên, hỏi, phụ nữ đáng chết đó có đả thương ngươi không? Mọi người nghe xong không thể nhìn được nữa, ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng ngượng ngùng cúi đầu. Nương Hoè Hoa sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, còn muốn xông tới liều mạng với Tước Nhi? Vợ đại mánh vợ vội tơi ngăn nàng lại nói, ngươi còn muốn đánh, vậy ta đánh với ngươi. Rồi vén tay áo lên như muốn động thủ. Vương Lão Thái Thái vội quát Nương Hoè Hoa ngừng lại. Một trận phong ba vừa tạm yên đã thấy Hoè Hoa từ trong nhà lao tới, cười thẳng nói với Đỗ Quyên, ngươi không cần sinh khí, ta không làm hư chuyện tốt của ngươi. Nói xong quay đầu lao vào vách tường. Thu Sinh hoảng sợ hô to, Hoè Hoa, vội vàng muốn chạy qua đỡ, nhưng đã quá chậm. Mọi người đều kinh hãi, chen nhau muốn tới cứu giúp. Nhưng mọi cứu viện đều vô ích, bởi nàng cố ý tuyển nơi không có người đứng. Lúc chỉ mảnh treo chuông, Tiểu Liên từ phía sau hành lang chui ra ngoài, giơ chân gạt chân nàng mới cản được mối họa. Dù vậy, bên Thái Dương Hoè Hoa vẫn bị thương, đổ máu, có thể thấy được vừa rồi nàng tuyệt không phải diễn trò, mà là quyết chí chết. Đỗ Quyên nhìn nàng chỉ có một ý niệm, nàng thật điên rồi. Sự điên cuồng này làm cục diện xoay chuyển, người Vương gia đều phẫn nộ, trưởng bối Lâm gia không dám cường ngạnh nữa, ngay cả Lâm đại đầu cũng tắt hỏa. Hoè Hoa đang có thai đó. Đứa nhỏ này không phải của Thu Sinh, chính là của Xuân Sinh. Vì sao lại không thể xác định? Bởi vì Hoè Hoa quá cương liệt làm cho Lâm gia cũng nghi ngờ. Vương gia sôi nổi khiển trách tỉ muội Đỗ Quyên, nói các nàng bức người quá đáng. Lần này, Hoàng Nguyên tiến lên trả lời. Hắn trách cứ Nương Hoè Hoa nhục mà Đỗ Quyên, sau đó như đinh đóng cột nói với mọi người, Lâm Xuân tuyệt không cứu Hoè Hoa, cũng không có hành động dơ bẩn đối với nàng. Nếu Hoè Hoa muốn dùng cái chết để uy hiếp, đó là chủ ý sai lầm. Chết cũng vô ích, là tự làm bậy. Vương Tứ Thái gia giận dữ, chất vấn hắn có chứng cớ gì. Hoàng Nguyên liền nói, ngày đó hắn trở về sau giờ dạy học nhìn thấy Lâm Xuân đi vào Lâm gia, xiêm áo trên người ngay ngắn. Theo lời Hoàng Tiểu Bảo và Thanh Hà nói, khi đó bọn họ vừa mới rời đi. Bởi vì bọn họ kêu một đứa trẻ vừa tan học tới Vương gia truyền tin, mà Hoàng Nguyên đi sau đám nhỏ đó rời tư thục, chỉ là chân trước chân sau mà thôi. Tính như vậy, Hoàng Tiểu Bảo được Hoè Hoa ủy thác truyền tin, mới vào thôn cùng Thanh Hà nói vài câu, Lâm Xuân đã tới rồi. Thử hỏi, nếu hắn cứu Hoè Hoa, rồi làm loại chuyện này, sao lại nhanh như vậy? Lâm gia giật mình, cảm thấy trước đó không có tính sai. Vương gia lại chất vấn, ai có thể chứng minh lời Hoàng Nguyên nói là thật hay giả? Nếu hắn vì Đỗ Quyên mà giúp Lâm Xuân che giấu, không thấy mà nói là nhìn thấy Lâm Xuân thì sao? Hoàng Nguyên lập tức nói, nếu Hoàng Nguyên nói dối, cả cuộc đời này không thể đạt được bất kỳ công danh gì, ngay cả tú tài cũng không thi nổi. Lời thề này tuy không nặng bằng lời của Hạ Sinh trước đó nhưng cũng thật độc. Toàn bộ người Hoàng gia biến sắc mặt, khóe miệng Hoàng lão cha kéo lại kéo, nhìn lại nhìn, mới không chen vào nói, mặc cho cháu trai ra mặt, những người khác đều có dáng vẻ khác nhau. Chỉ có Vương Tứ Thái gia cười lạnh nói, Vương Tiểu Phu Tử, ngươi lừa gạt chúng ta ở trong núi không có kiến thức hả? Ngươi thế như vậy cũng như không? Trong nhà ngươi chứa người có lai lịch gì? Ngươi còn muốn đi tìm chức vị? Nằm mơ đi! Ngươi giúp Xuân Sinh như vậy, cũng không có ý tốt lành gì. Đuổi Đỗ Quyên ra, gán cho Xuân Sinh, ngươi mới dễ giao phó với thiên hạ. Nương Hoè Hoa căm hận nói, đúng là như vậy. Các thiếu niên đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên chỉ thấy một cỗ nộ khí từ lòng bàn chân dâng lên, trong khoảnh khắc mặt đỏ lên. Nhưng hắn không tức giận, mà nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, mới đối với Vương Tứ Thái gia cười nói,
trước mắt nói gì cũng vô dụng. Vãn bối có chức vị hay không, có làm quan hay không, sau này sẽ chứng minh cho mọi người xem. Vương lão thái gia không tin, có muốn vãn bối dùng tính mạng già trẻ lớn bé hoàng gia ra thề. Vãn bối phát thề, nhưng vương gia lại không dám thề. Sắc mặt vương tứ thái gia bị kiềm hãm, hừ một tiếng quay mặt đi. Lâm thái gia vội hòa giải, vừa nghiêm túc hỏi vương gia, một mình hoàng tiểu phu tử nói, các ngươi không tin, vậy còn Quế Hương, Thanh Hà, hoàng tiểu bảo, còn có Thu Sinh và Hạ Sinh nhà ta bọn họ nói cũng không tin, là nói bọn họ đều nói dối. Khẩu khí hắn dịu hơn, tránh kích thích vương gia. Cha Huệ Hoa nói, bọn họ không nói dối, chỉ có Thu Sinh nói dối. Nếu Xuân Sinh thoát xiêm y xuống nước thì sao? Vợ Đại Mánh nói, Huệ Hoa cũng nói là không thấy rõ là ai, sao các ngươi nhất định là Xuân Sinh? Nói như vậy, các ngươi nhất định là Thu Sinh và Xuân Sinh cả hai đều không phải là người, kết phường lừa Huệ Hoa. Vương Tứ Thái Gia nói, Xuân Sinh nhà ngươi không sai, chỉ là quá mê Đỗ Quyên. Hắn không cẩn thận làm ra việc này, nếu thừa nhận, nhất định phải cưới Huệ Hoa vào cửa. Nếu Huệ Hoa gả cho Xuân Sinh, khẳng định Đỗ Quyên sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Xem kết cục của Hoàng Nguyên là biết, hắn còn không giận trách Huệ Hoa phá chuyện tốt của hắn, cho nên cùng Thu Sinh kết phường lừa nàng. Lời nói này có lý, người vương gia sôi nổi gật đầu. Dâu vương gia nói, đúng vậy, Đỗ Quyên cũng thật là bá đạo. Huệ Hoa đều nghĩ cho nàng, không dám đến tìm Xuân Sinh, tình nguyện làm thiếp, cũng không muốn làm Xuân Sinh thương tâm. Nàng thì tốt rồi, trả đũa, ngược lại nói Huệ Hoa cố ý tính kế người. Huệ Hoa đã bị như vậy, còn bị nàng mắng cho khóc, thật là lợi hại. Vừa rồi còn dám dùng roi quất nhị thúc nữa. Nương Huệ Hoa tức giận nói, cả gia đình đều không phải là thứ tốt lành gì. Già bất hiếu, ngay cả ba đứa nhỏ cũng lợi hại. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng quát chói tai, im miệng. Nàng giật mình, cố gắng trợn to đôi mắt sưng đỏ nhìn. Chính là Hoàng Nguyên. Nàng cười lạnh nói, tớ ỷ muội ngươi không lợi hại, vừa rồi ngươi không thấy sao? Hoàng Nguyên không cùng nàng tranh, chỉ cười lạnh nói, mắng người ai không biết. Vãn bối rất muốn mắng, các ngươi tin tưởng vương Huệ Hoa như vậy, vậy đành để trên dưới vương gia phát thề, nếu nàng nói dối, trong nửa năm vương gia già trẻ toàn bộ chết tuyệt. Nhưng vậy cũng quá ác độc, quân tử không làm, vãn bối sẽ không mắng như vậy. Bất cứ việc gì đều không thể làm quá tuyệt. Cho nên vãn bối xin khuyên thím, lúc mắng người nên lưu chút khẩu đức, cẩn thận mang tai họa đến cho con cháu và người nhà đó. Hắn phát hiện, ứng đối những người này phải dùng thủ đoạn phi thường. Hèn chi bọn tỉ muội như vậy, bởi vì không thể mắng người. Nhất thời sắc mặt nương Huệ Hoa khó coi vô cùng, một tiếng không ra được. Nhưng người khác cũng giống vậy, phẫn nộ lại nghẹn khuất. Rất kỳ lạ, bọn họ kiên quyết không tin lời Thu Sinh nói, chỉ tin tưởng Huệ Hoa, nhưng căn bản không dám dùng tính mạng của tộc nhân ra thề, vừa nghe trong lòng liền hoang mang rối loạn. Hoàng Nguyên rất giảo hoạt, nói không mắng, kỳ thật đã mắng. Người đọc sách thật quá ghê tởm. Vương Tứ Thái Gia muốn gây chuyện, nhưng không có lý, nên hung hăng trừng mắt nhìn nương Huệ Hoa, thầm mắng nàng ngu xuẩn, nháo cho dữ mà không chiếm được chút tiện nghi nào, còn bị mất mặt chịu thiệt. Lại cảnh cáo nháy mắt với cha Huệ Hoa, mệnh hắn coi chừng vợ mình, không nên gây rắc rối nữa. Cha Huệ Hoa vội gật đầu. Lúc này Đỗ Quyên đi lên trước. Nàng đối Vương Tứ Thái Gia và Vương Lão Thái Thái nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu thật sự là Lâm Xuân cứu Huệ Hoa, ta cho hắn nạp nàng làm thiếp, ta cũng sẽ không cùng Lâm gia hối hôn. Mọi người kinh ngạc không thôi, như không nghe rõ nhìn nàng, hy vọng nàng nói lại một lần. Hoàng Nguyên càng không thể tin, nhìn chằm chằm nàng, như đang hỏi, vì sao? Mà Hoàng Lão Cha, Hoàng Đại Nương và Phùng Thị đều giận đến thay đổi sắc mặt, Hoàng Ly cũng cảm thấy nhị tỷ cổ quái. Không nghĩ ra nàng chơi chiêu gì. Nương Huệ Hoa the thé nói, ngươi mơ tưởng. Đỗ Quyên cười nói, ta mơ tưởng, chẳng lẽ Huệ Hoa còn muốn làm chính thê? Cha Huệ Hoa hừ nói, đó là dĩ nhiên, khuê nữ vương gia ta không làm thiếp.
Vương tứ thái gia cũng ngạo nghễ gật đầu, đại biểu cho ý kiến của toàn tộc Vương thị. Lâm đại đầu ngắt lời, không được. Hắn rất hiểu tính tình Xuân Nhi, hắn sẽ không cưới hoè hoa, làm thiếp cũng không được. Nhưng giờ phút này hắn không dám nói lời này, sợ hoè hoa nghe xong lại tìm chết lần nữa. Bởi vậy hắn nghẹn chết, nghĩ sau này phải nói cho các con, cứu người cũng phải nhìn kỹ, không thể cứu tuyệt nhiên không đưa tay cứu. Đỗ Quyên thấy bọn họ ăn không nói có, rất buồn cười. Nàng chỉ nói, nếu sự tình còn chưa rõ ràng đã tranh. Nàng thản nhiên nói, việc này không do các ngươi, ta và Lâm Xuân đã có hôn ước. Việc này lúc trước ngự sử đại nhân cũng đã nói, năm xưa đại đầu ba bá cùng cha ta có hôn ước miệng là hữu hiệu. Các ngươi không thuận theo, chúng ta liền đi quan phủ trình án. Sắc mặt Vương gia lại thay đổi, thở phì phò nhìn nàng. Không phải nàng luôn không chịu hôn ước này sao? Sao hiện tại lại nhận? Nương hoè hoa càng tức giận chừng Đỗ Quyên, giống như muốn ăn nàng. Vợ đại manh ho khan một tiếng, hai mắt nhìn quét qua đám người Vương gia, nghi ngờ hỏi, vừa rồi không phải nói là hoè hoa nghĩ cho Xuân Sinh sao, tại sao lại cãi nhau? Nương hoè hoa chỉ vào Đỗ Quyên kêu lên, ngươi không nghe thấy nàng nói chuyện à? Lúc đầu ở hoàng gia nháo cho lớn, thà rằng dọn ra ngoài cũng không cho hoàng tiểu phu tử nạp thiếp, lúc này sao lại cho Lâm Xuân nạp thiếp? Nàng thật không muốn hoè hoa tốt, thật không cho nàng sống. Đỗ Quyên cười nói, ngươi không hiểu là sự việc không giống nhau à? Đến cùng không giống chỗ nào, nàng lại không nói. Hoàng Nguyên như bị xối một chậu nước lạnh, hồi tỉnh lại. Hắn nhìn Đỗ Quyên, ánh mắt phức tạp, trong lòng tê dần. Dâu hoàng gia nói, cái gì mà không giống? Quỷ mới tin, còn không phải ngươi không còn nơi đi, không có Lâm gia không có cách nào sống nên tìm cho mình lý do. Hừ, nếu ngươi tranh khí thì kiên cường đến cùng, đừng lúc này lúc khác để người ta xem thường. Đỗ Quyên bật cười nói, ta không cần ngươi coi trọng, ta cao hứng muốn làm thế nào thì như thế ấy, ta cũng không nghĩ không chịu thua kém. Đời này ta dựa vào Lâm gia, ỷ vào Lâm gia, các ngươi chèn ép ta như vậy, muốn ta từ hôn với Lâm gia, để các ngươi thất vọng rồi. Vậy trước kia những lời hoè hoa nói đều là dối trá, chỉ để dỗ Lâm gia cao hứng sao? Hừ, mặc kệ 5 năm sau nàng và Lâm Xuân có kết quả ra sao, là chuyện của bọn họ. Hoè hoa muốn tính kế nàng, nàng tuyệt sẽ không thoái nhượng, nhất định phụng bồi đến cùng. Muốn làm thiếp đến chèn ép nàng, vậy thì để cho nàng làm thiếp đi. Nàng bưng trà đổ nước phục vụ người cũng không sai. Bởi vậy nàng nói câu đó xong, mặc kệ sắc mặt Vương gia khó coi, lại hướng vào nhà cao giọng hô, nếu hoè hoa trăm phương ngàn kế muốn gả cho Lâm Xuân, không tiếc đào một phần mộ cho mình, ta đương nhiên sẽ thành toàn nàng, đem nàng chôn. Một lời hô lên, mọi người dùng mình một cái. Vương tứ thái gia phẫn nộ quát, bức tử nàng ngươi mới cam tâm có phải không? Đỗ Quyên nghiêm túc hỏi, ai đang ép ai? Con trai Lâm gia cứu con gái Vương gia, các ngươi đến bây giờ một câu cảm tạ cũng chưa nói, ngược lại đến đây nháo, rốt cuộc là ai bức ai? Mặc kệ đứa nhỏ của hoè hoa là của ai, Lâm gia có nói không nhận sao? Thu sinh ca ca có nói không nhận sao? Hoè hoa tự mình nói lúc ấy hôn mê, các ngươi dựa vào cái gì khẳng định đứa nhỏ này của Xuân Sinh, mà hết thảy có liên quan gì tới ta, mà mỗi người đều nói ta tai họa, đến cùng ai bức ai? Người Lâm gia đều không lên tiếng, vẻ mặt khó chịu, vợ đại đầu còn khóc. Vương tứ thái gia thấy như vậy, càng tức giận, nghiêm khắc đối với Đỗ Quyên nói, chính là ngươi. Không phải vì Đỗ Quyên, Lâm Xuân sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Đem sự tình giao cho đại ca, không phải Đỗ Quyên nói hoè hoa có tâm quyến rũ Lâm Xuân, hoè hoa sẽ không tìm chết, cho nên đều do nàng bức. Đỗ Quyên nói, ta, chỉ như vậy đều có thể bức chết người, vậy ta đã sớm chết 10 lần rồi. Hoè hoa tìm chết, vì nàng trột dạ, không giả bộ được, muốn dùng cái chết để trốn tránh nhục nhã và sự trừng phạt khi chân tướng bị vạch trần, còn có thể đổ lỗi Lâm gia và ta. Còn có, nàng muốn dùng cái chết áp chế Lâm gia, uy hiếp ta. Hừ, tính kế rất tốt à. Nếu thật không thẹn với lương tâm,
cứ thẳng thắn nói ra, làm gì muốn tìm chết. Vương gia có bao nhiêu người ra mặt cho nàng còn chưa đủ, rõ ràng là trột dạ, muốn dùng cái chết đến hại nàng. Không dễ dàng như vậy. Vương tứ thái gia run run nói, ngươi, ngươi. Thu sinh vọt tới, tức giận nói, Đỗ Quyên. Đỗ Quyên chuyển hướng hắn, ánh mắt nhìn hắn đồng tình lại thương xót. Thu sinh bị ánh mắt trong suốt của nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên, xấu hổ lại khó chịu, cầu khẩn nói, Đỗ Quyên, hoè hoa nàng. Bản thân nàng cũng không biết, ngươi, đừng trách nàng. Đỗ Quyên nhẹ giọng nói, Thu sinh ca ca, ngươi có mình đã chọc tới hạng con gái gì không? Ngươi đáp cả đời mình vào, còn có huynh đệ ngươi. Nhưng nàng chung quy không nói gì. Hà sinh lại chạy tới, tức giận nói với đại ca, ngươi cứu nàng, nàng cũng không nhận, một lòng muốn gả cho Xuân Nhi, ngươi còn nhìn không ra nàng là hạng người gì. Ngươi còn dám nói Đỗ Quyên, ta coi khi Xuân Nhi trở về ngươi nói với hắn như thế nào. Thu sinh vừa đau vừa giận, lớn tiếng nói, nàng cũng không biết. Hà sinh cười nhạo nói, không biết có thể đổ trên đầu Xuân Nhi hả? Việc này có thể tùy tiện tính sai sao? Nếu Xuân Nhi làm, hắn sẽ không nhận sao? Ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi đã biết rõ sao có thể nhìn Xuân Nhi và Đỗ Quyên bị người khi dễ? Liên tiếp chất vấn, trong nháy mắt Thu sinh cạn lời, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Mà Vương Đại Cường nghe Thu sinh nói, nàng cũng không biết. Nhất thời nổi giận, xông lại hung hăng đá hắn một cái lộn vòng, mắng, không biết ngươi còn dám đạp hư nàng, ngươi đồ súc sinh. Vương gia huynh đệ đều tức giận nhìn Thu sinh. Thu sinh ngã xuống đất, cũng không có lời gì, vô cùng hối hận. Hà sinh không để yên, chửi Vương Đại Cường, nói khẳng định là muội muội hắn quyến rũ đại ca mình, bằng không hoàng gia cách vách có ba khuê nữ, hai gia đình từ nhỏ lớn lên với nhau, thân như huynh muội, chưa từng xảy ra chuyện gì, sao vừa gặp hoè hoa đã xảy ra chuyện. Hai bên lại cãi nhau. Mà một bên khác, Hoàng Nguyên cũng cùng trưởng bối Vương gia chạm nhau. Hắn lớn tiếng chất vấn Vương tứ thái gia, đến cùng là ai ép ai. Nói xong giơ tay chỉ đám người Vương gia, ý bảo nói, Vương gia đại tộc, hiển hách dương dương, tới gần trăm người, lại đưa tay chỉ về phía Đỗ Quyên, mà Đỗ Quyên, một bé gái nhặt được, mồ côi không nơi nương tựa, các ngươi nói, đến cùng ai ép ai. Mọi người ầm ầm bàn tán, không ngừng dùng ánh mắt nhìn đám người Vương gia. Bởi vì thực hiển nhiên, Vương gia đến đoạt hôn phu người ta. Sắc mặt Hoàng Nguyên nghiêm nghị, ngay sau đó lại quát hỏi cha mẹ Hoè Hoa, đến cùng ai ép. Trước mắt bao người, hai vợ chồng ngươi khi dễ ba thiếu nữ, nam nhân động thủ đánh nữ nhân, trưởng bối lăng nhục vãn bối, còn có mặt mũi nói bức. Các ngươi không dám động thủ với Lâm gia, lại xả giận trên người bé gái mồ côi. Có phải thấy nàng không nơi dựa dẫm, bức tử nàng cũng không ai quản hay không? Buồn cười là, Đỗ Quyên bị bức không tìm chết. Vương Hoè Hoa lại làm bộ làm tịch, chạy đi tìm chết. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng trột dạ, nàng chết cũng giống như tội phạm sợ tội tự sát. Chết chưa hết tội. Người Vương gia giận đến ngã ngửa. Bọn họ không hiểu, dùng ngòi bút làm vũ khí đả thương người sâu hơn cả đao kiếm. Nhưng vẻ mặt bọn hắn phẫn nộ không cam lòng càng như họ đuối lý. Hoàng Ly thêm mắm thêm muối, nói, Hoè Hoa tính kế Xuân Sinh ca ca, không tính kế được, xấu hổ đến không ke chui. Đành phải tìm chết, nếu nàng không tính kế, đợi biết rõ ai cứu nàng, gả cho người đó thì xong rồi, làm gì muốn tìm chết. Đông Sinh lớn tiếng nói, đúng, chính là như vậy. Nhưng thanh âm của bọn họ bị tiếng khóc tiếng kêu che giấu, là nương Hoè Hoa, nàng bén thanh chất vấn Hoàng Nguyên nói, ta đánh nàng, là nàng đánh ta. Nàng hận. Hai người bị mấy cô gái hành hung một trận, còn bị người nói thành khi dễ vãn bối. Nhi tử hoàng gia quá không phải tử tế gì. Một bụng mực nhuộm trái tim hắn thành hắc luôn. Cha Hoè Hoa cũng tức giận nói, tỉ muội ngươi đế trêu chọc lắm hả? Nhìn diện mạo thím ngươi bị đánh kìa,
còn nói chúng ta khi dễ các nàng. Hoàng Nguyên ha hả cười to vài tiếng, chào phúng hỏi, theo ý của đại thúc, các tỷ muội ta nên đứng yên mặc cho đại thúc và thím đánh chửi. Các ngươi là tổ tông hoàng gia ta à? Thúc thẩm là trưởng bối, giáo huấn chúng ta một trận cũng không có đạo lý chúng ta cãi lại, nhưng bất cứ việc gì luôn có một chữ lý. Vừa rồi thím mắng những lời kia, đó là người nói sao? Mọi người nghe xong nhất thời ầm ầm cười to. Hoàng đại nương và Phùng thị chăm miệng một lời mắng, không biết xấu hổ. Hoàng gia Tam thái gia cũng ra mặt, chất vấn cha Hoè Hoa, ta lớn tuổi hơn ngươi, ta cũng mắng vợ và con gái như một trận như vậy, không cho ngươi cãi lại, ngươi có chịu phục không? Cha Hoè Hoa nhất thời mặt trướng đỏ bừng. Thì ra Hoàng Nguyên và Hoàng Tước Nhi không định lôi Hoàng gia vào cuộc, nhưng Hoàng Tước Nhi dinh líu cũng thôi, Hoàng Nguyên cũng ra mặt, làm sao Hoàng gia ngồi yên? Hoàng lão cha không yên lòng cháu trai, liền kêu chú bác đến áp trận. Vương Tứ Thái gia quát ngừng người trong tộc, từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên. Hai tỷ đệ này, không phải chị em ruột, lại như cùng một lòng, nói hai ba câu đem chuyện Hoè Hoa tìm chết nói thành một ý khác, còn làm tăng thêm oán giận của Lâm gia đối với Vương gia. Thật đáng sợ, Lâm gia và Vương gia nhiều nam nhân như vậy, lại không bằng một mình Hoàng Nguyên, hai nhà nhiều phụ nữ như vậy, cũng không bằng ba khuê nữ Hoàng gia. Ông bỗng nhiên hỏi Hoàng Nguyên, ngươi và Đỗ Quyên đồng tâm như vậy, sao nàng không chịu gả cho ngươi? Tâm Hoàng Nguyên ngưng một nhị, lập tức cười nhạt nói, không có duyên phận phu thê. Nếu đã như thế, vãn bối không bắt buộc, như cũ làm tỷ đệ, không như có người làm việc không từ thủ đoạn, hại người hại mình. Vương Tứ Thái gia thấy hắn thuận miệng lại kéo đến Hoè Hoa, bực mình không thôi. Ông cũng không dây dưa với hắn, chuyển qua hỏi Đỗ Quyên, lờ lão hán ta thật hiếu kỳ, sao ngươi không chịu để cho Hoàng Nguyên nạp thiếp, lại chịu cho Lâm Xuân nạp thiếp? Hoàng Nguyên nhất thời biến sắc mặt, lạnh lùng nhìn về phía Vương Tứ Thái gia. Hai câu hỏi, nói giống như hắn và Đỗ Quyên liên thủ lừa gạt Lâm gia vậy. Mà sắc mặt trưởng bối Hoàng gia tức giận nhìn về phía Đỗ Quyên. Đỗ Quyên lại cười hỏi, Tứ Thái gia thật muốn biết. Vương Tứ Thái gia khẳng định gật đầu, muốn biết. Đỗ Quyên lại cười nói, ta sợ nói ra Tứ Thái gia hối hận vì đã nghe đó. Vương Tứ Thái gia cười nhạt nói, ngươi nói đi, ta không hối hận. Đỗ Quyên suy nghĩ một chút nói, ta vẫn nên nói riêng với ngươi đi, bằng không sợ ngươi nghe xong sinh khí. Hai nhà chúng ta lại không có đại thù gì, nói lời tuyệt tình không tốt. Bình thường ta cũng rất tôn trọng Vương gia. Mặc dù hôm nay Tứ Thái gia mắng ta, cũng là vì suy nghĩ cho chắt gái mình, cũng hợp tình hợp lý. Vương Tứ Thái gia nghe xong lời nói đường hoàng này, thầm nghĩ ngươi cứ kéo đi. Nhưng khi Đỗ Quyên ghé sát vào tai hắn nói thầm vài câu xong, sắc mặt hắn trở nên xanh mét, nhìn Đỗ Quyên nửa ngày, mới quay đầu hướng Lâm Thái gia nói, gọi Xuân Sinh trở về tự mình nói, rồi kêu tộc nhân rời đi. Lâm Thái gia mạc danh kỳ diệu, không biết Đỗ Quyên nói gì với hắn mà hắn vội vã rời đi. Cha mẹ Hoè Hoa còn không chịu bỏ qua, cảm thấy sự tình còn chưa giải quyết xong. Vương Tứ Thái gia hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, nói, còn ở đây làm cái gì, còn ngại mất mặt không đủ. Nói xong khoanh tay muốn đi. Lúc này, Hoè Hoa lại từ trong nhà đi ra. Nàng vừa ra tới, đám người liền yên tĩnh, đều nhìn về nàng. Tuy mắt Hoè Hoa đỏ hồng nhưng đặc biệt bình tĩnh. Nàng đi đến trước mặt Đỗ Quyên, nói với nàng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tìm chết nữa. Ném cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý, lại chuyển về phía hai vợ chồng Lâm Đại Đầu, nói, Đỗ Quyên nói đúng, mặc kệ như thế nào, ta đều nên cảm kích ân cứu mạng Lâm gia. Nói xong chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt bọn hắn. Đại Đầu cậu và mợ yên tâm, đợi Xuân Sinh trở về, hỏi rõ chuyện này xong, ta sẽ gả cho người cứu ta, từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho Lâm gia, báo đáp ân tình cứu mạng. Hôm nay gây phiền toái cho cậu mợ, cậu mợ niệm tình đứa nhỏ trong bụng, đối xử tử tế ta lần này, ta cũng không phải cố ý. Lúc ấy ta chỉ gặp Xuân Sinh, từ đầu tới đuôi đều chưa thấy qua Thu Sinh ca ca,
chỉ gặp hắn trong thôn trên đường về nhà, cho nên trong lòng ta luôn cảm thấy là Xuân Sinh đã cứu ta, cũng không có tâm cùng Đỗ Quyên đoạt Xuân Sinh. Vợ chồng Lâm Đại Đầu không ngờ nàng bỗng nhiên chuyển biến, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lúc nàng nói, niệm tình đứa nhỏ trong bụng, họ đã mềm lòng, lại nhìn thấy nàng vừa nói vừa quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu, nên lúng túng không thôi. Rốt cuộc là con trai mình tạo nghiệt, vợ Đại Đầu vội liền đỡ nàng đứng lên, đáp lễ nói, xin lỗi Hoài Hoa, đều là thu sinh không tốt, làm cho ngươi bị thua thiệt. Đợi biết rõ chân tướng, chúng ta nhất định an bài thật kỹ, đón ngươi vào cửa. Hoài Hoa cúi đầu đỏ hồng mắt nói, thím không trách ta là tốt. Vợ Đại Đầu vội nói, không trách, không trách. Rồi nắm tay nàng an ủi. Hai nhà Lâm Vương thấy tình hình này, nhẹ nhàng thở ra. Thu Sinh càng mừng rỡ, trên mặt lộ ra tươi cười. Ai ngờ Hoài Hoa hơi liếc mắt nhìn hắn, hình như có vô hạn ủy khuất, hắn sợ tới mức vội thu cười, hạ quyết tâm sau này phải thương yêu nàng, không cô phụ nỗi sỉ nhục hôm nay nàng hứng chịu. Trong lòng Đỗ Quyên lại không thoải mái, nhưng nói không ra sai ở chỗ nào. Hai mắt Hoàng Nguyên càng sáng ngời, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoài Hoa. Hắn nghi hoặc vạn phần, cùng một non nước, vì sao dưỡng ra một cô gái đáng chết như thế? Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi lo âu nhìn về phía Hoàng Tước Nhi. Bên kia, cha Hoài Hoa đang muốn cầu Lâm Đại Đầu lập tức phái người đi gọi Lâm Xuân về phân rõ việc này. Lâm Đại Đầu lại quả quyết cự tuyệt, nói Lâm Xuân ở nhà trì hoãn hơn một tháng, mới đi phủ thành không được mấy ngày, không thể gọi hắn trở về hỏng chuyện học hành của hắn. Dù sao lúc hạ sinh thành thân hắn phải trở về, lúc đó lại nói là được. Người vương gia giận điên lên. Nga, giúp Đỗ Quyên xây nhà trì hoãn gần 2 tháng đều chưa nói hỏng chuyện học hành, lúc này gọi hắn trở về thì nói là hủy chuyện đi học. Đây là đại sự ảnh hưởng tới mạng người đó. Cha mẹ Hoài Hoa nhất thời lại chống nạnh quát mắng, mắng Lâm gia không phải là người. Đáy lòng Hoài Hoa băng lãnh, trên mặt lại không hiện ra chút nào, túm lấy cha mẹ khuyên bảo. Lâm Thái gia nói với Vương Tứ Thái gia, mặc kệ ai cứu Hoài Hoa, Lâm gia ta đều chuẩn bị trước, cuối năm nhất định tiếp nàng quá cửa. Xuân Nhi trở về sớm muộn gì đều không làm chậm trễ, đâu cần bắt hắn đi thêm một chuyến. Vương huynh để ngươi chịu trách nhiệm chút đi. Vương Tứ Thái gia thiếu chút nữa muốn nhổ nước miếng vào khuôn mặt già nua của hắn, cô lắm mới nhìn được. Vương Lão Thái Thái ở một bên kéo hắn, nháy mắt hắn mới phẫn nộ đi. Người vương gia đi theo sau, trưởng bối hoàng gia cũng đi theo, sau đó thôn nhân cũng lục tục tản đi, một trận phong ba tạm thời bình ổn. Kết quả gì, còn đợi Lâm Xuân trở về phân trần. Hoàng Nguyên thấy hết chuyện, cũng cùng Lâm Đại Mãnh mọi người cáo từ. Khi đi nhìn chăm chú vào Đỗ Quyên hỏi, có cần trở về xem. Đỗ Quyên lắc đầu nói, không đi, ngươi vẫn mau trở về đi thôi, giúp ta giải thích vài câu. Thôi, cũng đừng giải thích. Nói với những người đó ho cũng không hiểu. Hoàng Nguyên hiểu nàng ám chỉ chuyện gì, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ giải thích, ngươi coi chừng chút, buổi tối kêu Hoàng Ly qua ở với ngươi có được không? Đỗ Quyên lắc đầu nói, không cần, có như gió ta không sợ. Hoàng Nguyên than nhỏ một tiếng rồi đi. Nơi này, Hoàng Tước Nhi nói chuyện với Đỗ Quyên một hồi, mới cùng Hoàng Ly về nhà. Đợi bọn hắn đi xong, vợ Đại Mãnh kêu Đỗ Quyên vào buồng trong. Đây là gian phòng của vợ chồng Lâm Đại Đầu. Vào phòng chỉ thấy Lâm Lão Thái và Lâm Đại Nãi Nãi tựa vào trên tháp, vợ Đại Đầu lấy cái băng ghế ngồi phía trước tháp. Đang đợi các nàng. Đợi đều ngồi xuống, mấy người mới hỏi về chuyện của Hoài Hoa và Xuân Sinh. Đỗ Quyên lại đem chuyện Hoài Hoa cầu nàng nhượng ra Lâm Xuân nói một lần. Ta chỉ biết những việc này, việc khác thì hỏi Xuân Sinh đi. Hắn không cứu Hoài Hoa, khẳng định là có lý do của hắn. Vợ Đại Mãnh kinh ngạc nói, chỉ những việc này. Nàng cho rằng Đỗ Quyên khẳng định biết rất nhiều chuyện của Hoài Hoa. Đỗ Quyên cười nói, chỉ có như vậy, ta đều nói rồi. Kỳ thật còn có thật nhiều, nhưng nàng không thể nói. Gần đây càng ngày nàng càng cảm thấy tâm cơ Hoài Hoa thâm trầm,
cố chấp. Nhưng có một số việc nàng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hồi nay lúc kích động, trước mặt mọi người nàng vạch trần chuyện hoè hoa thiết kế Lâm Xuân đa nháo đến lật trời. Nay mắt thấy nàng sắp thành vợ thu sinh, nếu nàng ở trước mặt trưởng bối nói những tin đồn, sẽ châm ngòi hiểm nghi. Nếu để cho thu sinh biết, chắc chắn hắn sẽ trách nàng hại hoè hoa. Cho nên, vẫn nên để Lâm Xuân tự mình nói đi. Vợ đại mãnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nên không hỏi thêm. Vợ đại đầu nhíu mày nghi nghĩ, nói, chả trách ngày đó ta cùng cha hắn nói giúp thu sinh đi vương gia cầu hôn, Xuân Nhi không cho, khẳng định chính là lý do này. Vợ đại mãnh vội hỏi xảy ra chuyện gì. Vợ đại đầu liền đem lần trước tới nhà Đỗ Quyên nói, tẩu tử ngươi xem, đây không phải là mệnh sao, đầu tiên là định nàng, Xuân Nhi không cho, kết quả vẫn không tránh khỏi, vẫn để hai người ở chung với nhau. Nói xong thở dài. Nói như vậy, ngay cả Đỗ Quyên cũng cảm thấy là mệnh. Rồi Lâm lão thái gia và vợ đi về cánh đàn ông bên kia, vợ đại đầu vào bếp chuẩn bị cơm chiều, vợ đại mãnh nói, để muội, ta cùng Đỗ Quyên nói vài câu rồi ra ngay. Vợ đại đầu đáp ứng đi ra ngoài. Đỗ Quyên nháy mắt mấy cái với mẹ nuôi, nói, mẹ nuôi còn có gì khảo vấn ta? Vợ đại mãnh bật cười, liếc nàng một cái, hỏi, ta chỉ muốn biết, lúc nãy ngươi nói cái gì với vương gia lão nhân mà sắc mặt hắn khó coi như vậy? Lời này tương đương hỏi, vì sao ngươi không cho Hoàng Nguyên nạp thiếp, mà lại cho Lâm Xuân nạp? Đỗ Quyên nghe xong thầm nghĩ, mẹ nuôi là người ngay thẳng, nếu không nói, sẽ làm cho nàng hoài nghi, vẫn nên nói với nàng đi, dù sao cũng không phải là chuyện không thể gặp người. Vì thế nàng nói, ta nói, Hoàng Nguyên trong lòng yêu tảm cô nương, ta mỗi ngày đối mặt bọn hắn sẽ buồn bực đến chết, nên đành phải đi. Lâm Xuân tình nguyện không cứu Hoè Hoa, cũng không muốn dính vào nàng, ta có gì mà lo lắng. Hoè Hoa hao tổn tâm cơ cũng muốn gả hắn, chẳng khác nào đào mộ cho mình. Ta đáp ứng Lâm Xuân nạp nàng làm thiếp, chẳng khác nào hỗ trợ đem nàng chôn. Vợ đại mãnh nghe xong trợn mắt há mồm. Sửng sốt một hồi, nàng mới vỗ tay cười nói, lời này hợp ý ta, hai mẹ con mình có cùng ý nghĩ. Nhưng là Đỗ Quyên, có chuyện mẹ nuôi nghĩ khác ngươi, nếu mẹ nuôi là ngươi chắc chắn sẽ không đi, thế nào cũng phải ép tiểu thiếp kia không chết thì thôi. Lúc này đến phiên Đỗ Quyên sững sờ, sau đó nhìn cười không được. Nàng nhìn người phụ nữ sảng khoái này thầm nghĩ, đừng nói nàng sẽ không đặt trái tim vào những tranh đấu đó, dù thật như vậy, lâu ngày, cảm tình vì đấu tranh mà không còn nữa, không bằng sớm buông tay. Vợ đại mãnh hỏi xong, mới kéo nàng đi phòng bếp hỗ trợ. Bên phía đàn ông, đám người Lâm thái gia đang khảo vấn thu sinh. Tuy trưởng bối và Lâm đại đầu đều có mặt, nhưng lại do Lâm đại mãnh hỏi. Không có người ngoài ở đây, Lâm đại mãnh thật phần nghiêm nghị muốn thu sinh đem tình hình lúc ấy cẩn thận nói cho mấy người nghe. Thu sinh quỳ trên mặt đất, ngập ngừng lặp lại những lời đã kể ra lúc trước. Lâm đại mãnh giận dữ, vỗ bàn mắng, đồ không có tiền đồ. Dù người muốn che chở nàng, cũng nên nói thật với chúng ta, tốt xấu gì phải cho chúng ta và cha ngươi nhìn rõ ràng, rốt cuộc nàng là dạng người gì. Hắn càng nói như vậy, thu sinh càng không dám nói lời thật. Thật nói ra, tương lai Hoè Hoa còn có thể đặt chân ở Lâm ra sao? Bởi vậy hắn kiên trì nói mình lúc ấy mụ đầu, cho nên làm chuyện sai lầm. Hắn cảm thấy mình cũng không nói dối, vốn là hắn mụ đầu, cho nên hắn chịu của trách nhục nhã là hẳn nên, dù lập tức đem xử tử hắn cũng nhận. Lâm đại mãnh bị chọc tức, cười nhạo nói, ta thật không nhìn ra ngươi là người như vậy. Nếu nàng hôn mê bất tỉnh, khác gì người chết, ngươi còn có thể ra tay được, ngươi thật là súc sinh, nhưng cũng thật là... Sao nàng nhất định ngươi là Xuân Nhi chứ? Thu sinh vừa xấu hổ vừa đau lòng, tâm bị giày vò như trên chảo dầu, đờ đẫn nói, lúc nàng rơi xuống nước, có nhìn thấy Xuân Nhi? Lâm đại mãnh nói, ngươi vì nàng nói chuyện, cũng không nghĩ lại, nếu nàng thật là người tốt, để ngươi có thể thấy chết mà không cứu. Lâm đại gia gật đầu nói, Xuân Nhi khẳng định có lý do. Đúng à? Vì sao Xuân Nhi không cứu Hoè Hoa chứ?
Thu Sinh không dám theo lời của bọn họ nghĩ thêm, chỉ thấy lo lắng. Lâm Đại Đầu cực kỳ giận dữ, nhưng thấy một đứa con đang vui vẻ biến thành như vậy, lại đau lòng, vạn loại bất mãn không phát ra được. Lâm Thái Gia nhìn chằm chằm Thu Sinh rồi nhìn ra ngoài một hồi, mới nói với Lâm Đại Mãnh, đừng hỏi nữa, dù sao việc này cũng kéo không xong, cũng phải cưới người ta qua cửa, hỏi cũng như không. Rồi nói với Thu Sinh, ngươi đi ra ngoài đi. Thu Sinh đứng lên, một câu không dám nói thêm, đi ra ngoài. Chờ hắn đi. Lâm Thái Gia mới nói, Hoè Hoa cô gái này không đơn giản. Đỗ Quyên đoán 10 phần là đúng sự thật. Xuân Nhi khẳng định biết được cái gì, mới không cứu nàng. Ai? Nếu hắn biết là hắn bỏ đi, đại ca hắn lại rớt vào cạm bẫy, không biết sẽ giận cỡ nào nữa. Ta nghe nói trước đó hắn không tán thành các ngươi giúp Thu Sinh cưới Hoè Hoa. Câu nói sau cùng là hỏi Lâm Đại Đầu. Lâm Đại Đầu buồn bực gật đầu, thuật lại chuyện ở nhà Đỗ Quyên. Lâm Đại Gia lập tức nói, Xuân Nhi như vậy, khẳng định biết được chuyện gì của Hoè Hoa. Mọi người đều trầm trọng gật đầu. Lâm Đại Mãnh liền hỏi, vậy không truyền tin cho hắn? Lâm Thái Gia hừ một tiếng nói, truyền cái gì? Không phải sẽ trở về à? Đừng có đem mấy chuyện dùng beng này đi phiền hắn. Ngừng một hồi, lại mắng, ta sống đến từng tuổi này, lần đầu gặp chuyện hồ đồ như vậy, còn là tôn tử ngoan của mình làm, coi như là thêm kiến thức, chết cũng có thể nhắm mắt. Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu nghe xong muốn cười, lại cười không nổi. Lâm Thái Gia phát tiết vài câu, phân phó Lâm Đại Đầu, đợi Thu Sinh và Hạ Sinh đều cưới vợ, liền cho bọn họ ra riêng. Bằng không, Tước Nhi và Hoè Hoa chạm nhau, nhà này còn không bị các nàng gây lật trời. Còn Hoàng Tước Nhi, hôm nay coi như ta cũng thấy được. Hắn liên tục nói, thấy được, 2 lần, bất quá lần này trên mặt lại mang theo nụ cười. Lâm Đại Gia thấy lão nhân ra cười, vội hùa theo nói, Tước Nhi không sai, làm việc cũng khá, bộ dáng như vợ Đại Mãnh. Lâm Thái Gia gật đầu, nói, vợ nên như vậy mới có thể khởi động một gia đình. Vẻ mặt Lâm Đại Đầu đưa đám nói, phải ở riêng. Hắn tính là con dâu vào cửa sẽ hưởng phúc, ai ngờ vào cửa là phải ở riêng. Thật phải ở riêng, 2 người bọn họ dĩ nhiên phải sống với con thứ 3 và thứ 4 còn độc thân, vậy là vợ hắn còn phải nấu cơm làm việc nhà, còn phải cực khổ dài dài. Hắn nghĩ không bằng chuyển tới chân núi ở với Đỗ Quyên, ở cùng nàng đợi Xuân Sinh trở về, vui vẻ tự tại, nhưng bọn họ lại không thể bỏ lại Đông Sinh. Nếu mang Đông Sinh tới nhà Đỗ Quyên thì không được, cũng không có chỗ ở. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, mà không có nghĩ ra ý vẹn toàn. Lâm Đại Mãnh vừa nhìn sắc mặt hắn là biết hắn nghĩ cái gì. Hắn trắng mắt liếc nhìn đường đệ, nói, đừng có không tiền đồ, phân ra mới tốt đó. Phân ra sống, bọn họ còn có thể mặc kệ các ngươi. Có gì tốt ăn ngon uống ngon khẳng định sẽ đưa đến, có việc cũng sẽ hỗ trợ. Nếu sống chung, Tước Nhi và Hoè Hoa hợp lại, cuối cùng đều không làm việc. Tước Nhi không phải là đèn cạn dầu. Ngươi xem hôm nay nàng có bộ dạng gì là biết. Vừa nói vừa nhớ tới cảnh Hoàng Tước Nhi cưỡi trên người nương Hoè Hoa đánh, lại nghĩ tới một chuyện, buồn bực hỏi, không phải người vương gia đều mê muội hết chứ, sao đều tin lời Hoè Hoa nói. Còn, để làm ca ca gánh, đây là tiếng người sao? Phụ nữ đáng chết kia ngang ngược nửa đời người, bị Tước Nhi đánh một trận, sau này đừng nghĩ ngẩng đầu. Lâm Thái Gia cười lạnh nói, không phải hồ đồ, là không có mặt mũi. Ngươi chờ xem đi, vương lão tứ trở về mà không nghĩ được rõ ràng chuyện này thì đừng có kêu. Một bó tuổi bị đứa con nít dỗ, tới đây tranh cái đỏ mặt tía tai. Già rồi, ném mặt mũi, sợ là muốn sống ít đi mấy năm. Lâm Lão Thái Thái xen vào nói, vương gia muội tử cũng nhìn ra sơ hở. Nàng nói đến vương lão thái thái. Lâm Thái Gia hừ một tiếng nói, đó là vợ Đại Mãnh lợi hại nhìn ra Hoè Hoa dở trò. Chỉ có 10 mấy tuổi, tưởng giấu giếm được vợ Đại Mãnh, nàng còn non lắm. Không giống chúng ta bên này, Thu Sinh chính là đầu gỗ, ôm hết sai lầm về mình, nói như hắn là kẻ hạ lưu, sao không làm cho vương lão tứ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Đại Gia nghe xong thở dài,
nghĩ rằng người ta đến thì cả hai bên đều bị mất hết mặt mũi. Nếu Hoài Hoa thật có tâm tính kế Xuân Sinh, Lâm gia sẽ bị tai họa cả đời. Đang nói chuyện, nhóm phụ nữ bưng lên cơm chiều đến. Quế Hương bưng một cái đĩa cho Lâm Thái gia, Lão Thái Thái và các lão nhân khác mỗi người một chén trứng hấp. Cười nói, Thái Mộ gia và bà ngoại, nếm thử món cá trưng trứng. Cá là Đỗ Quyên từ ở vùng núi hẻo lánh bắt được, đừng nhìn nhỏ, trưng với trứng gà thơm lắm. Còn dùng cái này bọc sủi cảo, đợi các ngươi ăn sẽ biết, ăn thật ngon. Lâm Thái gia nghe xong lập tức cười nói, vậy ta cần phải nếm thử. Nhanh chóng múc một muỗng lên ăn, ân một tiếng, ngạc nhiên nói, thật thơm. Bắt ở khe núi nào, sao ta chưa từng ăn cái này? Ta sống lâu hơn các ngươi, thật uổng phí à? Mọi người ầm ầm cười ha hả. Lúc này Đỗ Quyên đi tới, xấu hổ nói, các ngươi không để ý thôi. Nàng không tiện nói, bởi vì nàng đem tác phong kiếp trước đối với thiên nhiên đến nơi này. Phàm là sinh trưởng trên núi hay dưới nước, chỉ cần có thể ăn, nàng đều muốn làm ra nếm thử. Cá thật nhỏ này sinh trưởng trong hồ nhỏ trên núi, dài khoảng 1-2 tấc, người bình thường tuyệt sẽ không nghĩ tới ăn chúng nó. Từ lúc Đỗ Quyên phát hiện ra, năm thứ 2 thấy bọn nó, chỉ có bay lớn, năm thứ 3 cũng cơ đó, nàng liền biết cá không lớn thêm được nữa. Ngẫm lại xem, cá sinh trưởng trong vùng núi sâu, bao lâu chỉ lớn bằng đó, mùi vị sẽ rất ngon. Nàng liền lấy chút nấu canh, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ là quá nhỏ, chỉ có thể dùng để chưng trứng, hoặc làm gia vị. Chờ nàng nói xong, mọi người đều cười ha ha, đều nói nàng quả nhiên tham ăn. Nhưng bởi vì nàng tham ăn, mọi người ăn vô cùng thư sướng, nhất là mấy lão nhân, bởi vì món ăn này thích hợp lão nhân ăn. Đợi bưng sủi cảo nhân cá tới, càng bị tranh đoạt ăn hết. Lâm đại đầu nhìn Đỗ Quyên, một lần nữa suy xét khả năng dọn đến ở chung với nàng. So sánh với Lâm gia một mảnh náo nhiệt, Vương gia lại một mảnh buồn thảm. Lâm Thái gia nói không sai, Vương Tứ Thái gia trên đường trở về, càng nghĩ tới lời nói Đỗ Quyên càng kinh ngạc, đem chuyện ngày hôm nay từ đầu đến cuối suy nghĩ một lần, biết mình lỗ mãng, giận không kềm được. Đợi trở lại nhà tổ Vương gia ngồi vào chỗ của mình, ông gọi cha mẹ Hoài Hoa tới. Sai người thỉnh gia pháp, là một cây giá đằng trơn bóng, hung hăng đánh hai người, đánh đến khóc gọi không ngừng. Đám người Vương Lão Thái Thái không ngăn cản. Vương Tứ Thái gia mắng cha Hoài Hoa, vợ ngươi là người đàn bà lưỡi dài, không sống yên ổn nổi một ngày. Ngươi chết rồi sao lại gây ra chuyện này? Ngươi không biết kêu chúng ta đi tìm trưởng bối Lâm gia nói chuyện à? Chúng ta và Lâm gia là người quen cũ, đánh gãy xương cốt còn gân, nắm tay đánh ra bên ngoài, cánh tay cong vào trong. Ngươi đem việc này nháo lớn muốn hại ai đây? Vừa mắng ông vừa thở hổn hển. Còn nữa, sao các ngươi không hỏi rõ Hoài Hoa mà nhất định là Xuân Sinh? Càng về sau Hoài Hoa nói nàng đã hôn mê, không thấy rõ là ai, coi chúng ta là khỉ mà đùa giỡn à? Nương Hoài Hoa khóc nói, là Hoài Hoa nói là Xuân Sinh. Vương Lão Thái Thái nghe xong nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Vương Tứ Thái gia càng tức giận, gọi Hoài Hoa đến. Hoài Hoa tới có thể nói cái gì? Vẫn là câu nói kia, trước khi nàng rơi xuống nước nhìn thấy Lâm Xuân, sau đó hôn mê, tỉnh lại thì đang ở trong miếu nương nương nên tưởng Lâm Xuân cứu nàng. Vương Tứ Thái gia không nhìn chằm chằm nàng cũng không truy vấn, mà bình tĩnh nhìn nàng như muốn nhìn thấu tâm nàng. Thậm chí có một khắc, trong đầu hắn chợt lóe lên ý định muốn xử trí thủ đoạn của nàng, nhưng đều bị hắn đè xuống. Thôi, dù sao đợi sự tình biết rõ, Thu Sinh sẽ cưới nàng vào cửa. Hắn đã hơn 100 tuổi, không đáng tạo nghiệt này. Nhưng lại ra lệnh giam Hoài Hoa lại, không cho ra cửa. Sao? So với Vương gia, Hoàng gia cách vách Lâm gia cũng không an tĩnh. Hoàng Nguyên, Hoàng Tước Nhi về đến nhà, phát hiện các vị trưởng bối đang chờ bọn họ. Hoàng lão cha mở miệng đầu tiên, trầm mặt nói với cháu trai cháu gái, các ngươi đồng loạt giúp nàng ra mặt, nàng có niệm chút tình cũ nào không? Cho Xuân Sinh nạp thiếp, đây không phải là đánh vào mặt Hoàng gia ta sao? Muốn chúng ta mất mặt có phải không? Các ngươi thật không nên ra mặt.
đợi xuân sinh và hoè hoa định thân, nàng không còn chỗ đi, sẽ trở lại đây. Cách nói của Gia Gia, trước đó Hoàng Nguyên cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng lúc đó hắn quả thật nhìn thấy Lâm Xuân, không tin hắn làm ra chuyện đó. Thứ hai, nếu Lâm Xuân thật cùng hoè hoa định thân, Đỗ Quyên liên tiếp gặp đả kích tương tự, sẽ thế nào, hắn thực không cách nào tưởng tượng được. Cho nên, thuận tình thuận lý hắn đều muốn ra mặt làm sáng tỏ việc này. Về phần kết quả, vậy thì nghe theo mệnh trời. Đỗ Quyên chấp nhận cho Lâm Xuân nạp hoè hoa, hắn lúc ấy cũng từng khó hiểu. Nhưng Đỗ Quyên đối mặt với lời chỉ trích của nương hoè hoa, đã nói, thật không giống nhau, nói ngươi cũng không hiểu. Lại làm hắn hiểu ra, đau lòng biết Đỗ Quyên tuyệt không có khả năng quay đầu lại. Bởi vậy hắn cười nhạt nói với Gia Gia, Lâm Xuân sẽ không nạp hoè hoa. Hắn nghĩ Đỗ Quyên nói rất đúng, đối với bọn họ giải thích cũng uổng công. Hoàng Đại Nương nói, vậy cũng không nên trước mặt người ta nói lời này, làm cho ngươi sượng mặt. Hoàng Nguyên nói, ta không có gì mà sượng mặt. Gia Gia, nãi nãi, không thể kết thân, cũng không nhất định biến thành kẻ thù. Đỗ Quyên ngoại trừ chuyện cùng ta nghị thân, nàng vẫn là khuê nữ hoàng gia nuôi mười mấy năm, trong quá khứ cũng hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ và Gia Gia nãi nãi, chỉ bảo chiếu cố đệ đệ và muội muội. Nay ra đi, Lâm Gia Gia sức chiếu cố che chở nàng, chúng ta lại chẳng quan tâm, người ta chỉ biết mắng hoàng gia ta vô tình vô nghĩa. Dù biết bọn họ ngu dốt, hắn vẫn tận lực khuyên nhủ, hy vọng có thể nghe lọt một hai. Vợ chồng Hoàng lão cha im lặng, cùng cháu trai lý luận, chỉ là bọn họ không nói lại. Hoàng Tước Nhi cũng nhăn mặt nói, cuối tháng là ta xuất giá, ta giúp muội muội đánh người, cũng là giúp tiểu thúc đánh người, cũng cho người ta mở to hai mắt nhìn, sau này ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Nói xong xoay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại một đoàn người ngốc ngốc, đầu óc đều là hình ảnh nàng vung thước quất nương hoè hoa. Tương lai, cô nãi nãi hoàng gia này khẳng định không kém. Tam thái gia nhìn Hoàng Nguyên cảm thấy không thể cân nhắc. Vừa rồi ở Lâm gia, Hoàng Nguyên một mình đối đầu với trưởng bối hai nhà Lâm Vương, một người áp đảo hai nhà đông con cháu. Hoàng Tước Nhi với thủ đoạn mạnh mẽ sắc bén, không cần sai xử Lâm gia, mà hạ sinh còn trợ uy trợ trận. Có thể thấy được tương lai ở Lâm gia có thể đương ra, Đỗ Quyên càng không cần nói, có văn có võ, dù là bé gái mồ côi, khí thế cũng không hề suy giảm, làm cho hắn thay đổi cách nhìn nhất là tiểu Hoàng Ly, đánh cũng đánh được, mắng cũng mắng được, còn mắng khéo. So sánh ra, Hoàng Tiểu Bảo còn kém một chút. Con cháu xuất sắc không cần nhiều, có một đầu lĩnh, lại có mấy đứa đi theo giúp đỡ là có thể vượng ra. Sau này, Hoàng gia tộc nhân còn phải dựa vào đám con cháu này chiếu ứng. Hắn là người đọc sách có mắt nhìn xa, nói rất đúng, Hoàng gia nuôi Đỗ Quyên mười mấy năm, không làm được con dâu cũng không thể kết thù, bằng không cũng chỉ là nuôi không công. Nghĩ xong, ông tươi cười nói, Hoàng Nguyên, Gia Gia nãi nãi ngươi cũng luyến tiếc Đỗ Quyên, vừa rồi sợ các ngươi chịu thiệt, mới gọi chúng ta tới đây. Không nghĩ tới các ngươi đều có tiền đồ, nói chuyện có lý, không cần chúng ta ra mặt. Hoàng Nguyên mỉm cười, nói, tuy nói như thế, nhưng hai vị thúc thái gia bối phận cao, có mặt thì khác rồi, lúc mấu chốt chỉ cần nói một câu, cũng làm cho vương gia không thể trả lời. Tam gia gia và tứ gia gia nghe xong cười không khép miệng, thập phần có mặt mũi. Sau đó, bọn họ hỏi tới chuyện Tảm Lao Yên. Hoàng Nguyên nói, đã nói xong, đợi năm sau sẽ đưa đi cây lê câu. Thì ra, hắn đã an bài Tảm Lao Yên tới nhà đại cứu Gia Gia ở cây lê câu, làm cháu gái kết nghĩa, tên Phương Hỏa Phượng. Ở 1-2 năm sau, hắn lại an bài định thân, thành thân, cưới vào hoàng gia. Không phải là muốn lừa dối, chỉ là cho Tảm Lao Yên một thân phận mới. Bởi vì, chân chính Tảm Lao Yên đã chết. Phương Hỏa Phượng, có ý Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh. Tam gia gia hỏi, vậy có thỏa đáng không? Hoàng Nguyên gật đầu nói, thỏa đáng. Tảm Lao Yên chưa cùng Huyền Vũ Vương Thế Tử chính thức định thân. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những lý do. Lý do khác bắt nguồn từ Huyền Vũ Vương Phủ. Lúc trước Đại Tinh thiết lập Tứ Linh Hộ Quốc,
ngoại trừ Thanh Long Vương đến từ Hoàng gia, ba vị quận vương khác Bạch Hổ, Chú Tước và Huyền Vũ đều xuất thân từ Hương gia Hàn Môn, bởi vậy tổ huấn cũng khác với thế gia đại tộc. Đặc biệt ở chuyện hôn nhân, Huyền Vũ Vương Phủ và Bạch Hổ Vương Phủ càng là độc lập đặc hành. Tảm Lao Yên vì lý do đó mới dám bí quá hóa liều. Nhưng là, Tảm gia sau khi Tảm Lao Yên chạy trốn, như trước không dám giấu giếm, Tảm Tuần Phủ tự mình đến Huyền Vũ Vương Phủ nhận tội, đem chi tiết báo cho hắn biết. Hắn tuy nói rằng có thể tìm về nữ nhi nhưng vạn vạn lần không dám đưa một cô gái bỏ trốn tìm tình nhân lừa gạt vương gia, đưa vào vương phủ. Bởi vậy tuyên bố với bên ngoài nàng chết bất đắc kỳ tử, bỏ qua nữ nhi này, mặc kệ nàng chết sống, cho vương phủ một cái công đạo. Huyền Vũ Vương tuy không vui, nhưng đại trượng phu khó bảo thê hiển tử hiếu. Khuê nữ bỏ trốn, hắn nhìn ra Tảm Tuần Phủ thực phẫn nộ xấu hổ, bởi vì lão tử này rất muốn cùng vương phủ kết thân, cho nên mới không dám giấu giếm, thành khẩn khiêm tốn đến cửa thỉnh tội, hắn cũng lười truy cứu. Bằng không, chẳng lẽ tìm về cô gái bỏ trốn kia làm thế tử phi? Hắn không điên. Bức Tảm Tuần Phủ xử tử bất hiếu nữ, hắn cũng sẽ không làm. Một là tự trọng thân phận, hai là không vọng động tức không tổn hao gì, lúc này phủi sạch còn không kịp, vì một cô gái bỏ trốn vọng động thủ đoạn, đó mới thực sự tổn hại danh dự anh minh của Huyền Vũ Vương Phủ đó. Bởi vậy hắn rộng lượng nói, hai nhà không định thân cũng không cần tuyên bố Tảm cô nương chết bất đắc kỳ tử. Tảm Tuần Phủ nào dám nhận lời, cho là hắn nói lời khách sáo, nói Tảm gia cũng không tha cho nữ nhi như vậy, không có khả năng nhận lại nàng. Vốn hắn còn muốn đưa một tiểu thư Tảm gia khác làm đám hỏi cùng vương phủ, nhưng vừa đưa ra ý kiến, Huyền Vũ Vương liền cự tuyệt. Do đó, Hoàng Nguyên không có lo lắng chuyện Tảm Lao Yên lộ ra. Nhưng thân phận mới của Lao Yên càng hèn mọn càng tốt, nên mới có chuyện nhận nghĩa nữ. Chờ nàng ở cây lê câu sinh hoạt 1-2 năm, việc này được quên đi. Dù có người biết chuyện nói ra, nhưng danh vọng và địa vị cách xa Tảm gia, Phương Hỏa Phượng cũng không thành Tảm Lao Yên, bất quá chỉ là một thôn cô mà thôi. Đang nói chuyện, Tảm Lao Yên và Hồng Linh bưng đồ ăn đến. Hoàng Đại Nương cười lên nói, nhanh như vậy đã nấu xong, chúng ta mới về tới thôi. Cũng không biết tại sao, nàng nhìn Tảm Lao Yên thuận mắt hơn Đỗ Quyên. Tảm Lao Yên trên đầu bao tấm khăn, bên hông đeo tạp dề, vừa đặt đồ ăn, vừa khẽ giọng cười nói, nấu cũng lâu lắm. Vừa nói vừa nhìn phía Hoàng Nguyên, như đang hỏi cái gì. Hoàng Nguyên nhìn nàng khẽ gật đầu, ý nói không sao. Có thế nàng mới cúi đầu, bày xong đồ ăn, rồi đi vào phòng thỉnh Phùng Thị. Đi theo, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly cũng cầm bát đũa đến, thu xếp mọi người ở gờ ăn cơm. Phùng Thị nhìn một bàn người, một đám người nói nói cười cười, nhưng là trong lòng trống rỗng, cảm thấy thiếu đi gì đó, thậm chí hương vị thức ăn đều không bằng trước. Hoàng Nguyên nhìn ở trong mắt, vội vàng chuyển đề tài, chọc nàng nói giỡn. Sao? Lại nói Đỗ Quyên, ở Lâm gia ăn cơm, xong cáo từ đại đầu thím. Quế Hương đương nhiên cùng nàng trở về. Nương Quế Hương hỏi khuê nữ, nhìn bộ dáng của ngươi, là không tính toán về nhà à? Mọi người nghe xong đều cười. Quế Hương làm nũng nói, nương, ngày đông lạnh cũng không có chuyện gì làm. Ta ở cùng Đỗ Quyên cũng không nhàn hạ, mỗi ngày thiêu thùa may vá, đọc sách vẽ tranh, còn đi ra ngoài đánh cá nữa. Ta so với bình thường lợi hại hơn, tương lai không cần ngươi bận tâm. Nương Quế Hương cười lắc đầu, không hề nhiều lời. Nàng cũng thấy khí sắc khuê nữ tốt hơn nhiều, sáng sủa hẳn, nên yên tâm. Vợ đại đầu nhỏ giọng nói với Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, ngươi đừng lo lắng chuyện này. Đỗ Quyên cười nói, thím yên tâm, ta không lo lắng. Lâm đại đầu, hừ, một tiếng, nghĩ Đỗ Quyên mới không lo lắng đâu. Chỉ có ánh mắt hắn chuẩn, thấy Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên tốt, đó chính là tốt. Hôm nay hai chị em nàng thật lợi hại, văn võ đều được. Hoè hoa kia, hết khóc lại tìm chết, thật đáng ghét. Hắn chỉ dặn dò Đỗ Quyên một câu, buổi tối đóng kỹ cửa lại. Chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt âm tình bất định, ngay cả câu trả lời của Đỗ Quyên cũng không nghe thấy.
hai người đỗ quyên đi đến sân, Thu Sinh từ Đông Sương ra chào đón. Đối mặt với Đỗ Quyên, thiếu niên cao lớn chưa bao giờ câu nệ bất an như vậy, vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng nói, Đỗ Quyên, ta, giúp Huệ Hoa, xin lỗi, việc này đều là ta không tốt. Nàng lúc ấy cũng hôn mê, không rõ ràng lắm mới. Đỗ Quyên cười nói, Thu Sinh ca ca đừng nói như vậy, biết rõ thì tốt rồi. Thu Sinh nghe xong dùng sức gật đầu, cảm kích đối với nàng cười. Quế Hương đỏ mặt liếc mắt nhìn người biểu ca này, ánh mắt nhanh chóng né đi. Nàng thấy không được tự nhiên, không nghĩ ra sao hắn lại làm chuyện như vậy với Huệ Hoa. Đỗ Quyên lại nói không được những lời khác. Nàng không như Lâm Đại Đầu nghĩ là không lo lắng, ngược lại nàng rất lo lắng. Bất quá không phải lo lắng cho Lâm Xuân, mà lo lắng cho Thu Sinh, vì cuộc sống tương lai Lâm gia mà lo lắng, sẽ liên lụy đến Hoàng Tước Nhi. Nhưng việc Huệ Hoa vào Lâm gia đã không thể ngăn trở. Đây thật sự là mệnh sao? Nếu không phải là mệnh, sao lại không cản được Huệ Hoa chứ? Nàng lặng yên suy nghĩ về Lâm gia. Ngoài cửa, nàng không tự giác quay đầu nhìn về phía ngôi nhà ngày xưa. Kỳ quái, trong lòng nàng không còn đau đớn như ngày rời đi. Có lẽ là bị việc của Huệ Hoa chi phối, nàng nghĩ. Hoàng hôn buông xuống, Đỗ Quyên và Quế Hương yên lặng đi trên bờ ruộng, rất ít nói chuyện. Ngẫu nhiên nói một đôi lời, cũng là về ruộng đất hoa màu. Vài lần Quế Hương muốn mở miệng nói về chuyện xảy ra buổi chiều với Đỗ Quyên, lại không biết nhắc tới như thế nào. Quả thực việc này làm người ta xấu hổ, nàng một cô gái chưa thành thân bàn luận cũng ngượng ngùng, nghĩ đừng nên nhắc tới. Đi qua cầu đá, tiếng nước chảy qua cái đập ngăn nước vang vang. Trùng kích guồng nước, kéo bánh xe nước y nha chuyển động. Guồng nước vận chuyển nước từ sông, theo con mương đào sẵn từ núi chảy xuôi. Nước chảy qua nhà bệnh chốt đầu trước, rồi theo hướng đông chảy vào hồ nước trước cửa nhà Đỗ Quyên. Hồ nước phía đông có con mương thoát nước khác, xuôi theo hướng đông qua cửa Lý gia. Dòng nước làm dịu thửa ruộng cạn chân núi. Phần lớn ruộng ở đây được gieo trồng tiểu mạch và cải dầu, kéo dài thành phiến. Trong trạng vạn, nhìn không thấy màu xanh, chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Chân núi có hai tấm đá phẳng như gương, phân biệt theo dốc đi tới nhà Đỗ Quyên và nhà bệnh chốt đầu. Lý ra xa hơn, nhìn không quá rõ ràng. Đỗ Quyên nghiêng đầu cười nói Quế Hương, nhìn kìa, nhị ni ở bên mương rửa cái gì đó. Quế Hương vừa nhìn, quả nhiên phía tây bên mương trước nhà bệnh chốt đầu có một người ngồi, không biết đang rửa cái gì. Nàng vội vàng cười kêu, nhị ni. Giữa trời chiều, nhị ni ngẩng đầu cao hứng hỏi, các ngươi trở lại. Đỗ Quyên và Quế Hương đi qua một khoảnh lúa mạch, đến phụ cận cùng nhị ni nói chuyện. Ở xa ít thị phi, nhị ni không tới Lâm ra xem náo nhiệt, đương nhiên không biết trận đại náo buổi chiều. Lúc này thấy hai người bọn họ, tự nhiên hỏi. Quế Hương liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhị ni nghe xong vẻ mặt không tin, quả quyết nói, Xuân Sinh không có khả năng làm việc này. Rồi nói tiếp, Thu Sinh cũng sẽ không làm việc này. Quế Hương quệt mồm nói, Thu Sinh ca ca đã nhận. Lại hết sức không được tự nhiên nói, Huệ Hoa mang thai rồi. Nhị ni nghe xong thiếu chút nữa té xuống mương, không dễ dàng ngồi ổn, nói, ngươi nghe nàng nói bừa, ta còn chưa có bầu đâu. Nàng chỉ một lần đã mang bầu. Thế này mới bao nhiêu ngày mà nói có mũi có mắt. Đỗ Quyên và Quế Hương nghe xong hai mặt nhìn nhau. Quế Hương nói, nương Huệ Hoa và Huệ Hoa đều nói như vậy. Nhị ni rửa bát đũa bỏ vào trong rổ, nói, vậy cũng phải đợi mấy tháng, đợi thai lộ ra mới có thể định. Quay đầu nếu không phải thì sao? Đỗ Quyên nghĩ, mặc kệ có thai hay không, Thu Sinh đều cưới Huệ Hoa. Nàng không muốn nói thêm, cáo từ nhị ni đi về nhà. Đạp lên bậc thang bằng đá, vừa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng của sủa non nớt của con vàng từ trong cửa truyền ra, uông uông. Đỗ Quyên nhìn qua khe hở của hai cánh cửa gỗ thấy con mắt đen bóng của nó lóe ra, hướng ra ngoài nhìn quanh, vừa dùng sức sủa như bị giam ở nhà rất ủy khuất. Nhìn căn nhà, nghe chó sủa, tâm nàng liền định xuống.
nàng cười nói với vật nhỏ bên trong cánh cửa, ồn cái gì, cho các ngươi đi ra, quay đầu chạy trên núi lạc đường, gọi lang sói tới, xem ngươi phải làm sao. Vừa quát lớn, vừa lấy chìa khóa ra mở cửa. Quế Hương nghe xong ha hả cười, nói, như gió thật tốt, không cắn chúng nó. Cửa vừa mở ra, hai con chó con vội xông tới, thấy Đỗ Quyên và Quế Hương đi vào, vội vàng theo đi vào, đảo quanh chân hai người. Đỗ Quyên vào cửa trước, ngửa đầu lên trời dùng sức huýt sáo hai tiếng. Đây là gọi như gió, nhưng cũng không nhất định có thể gọi nó trở về. Mỗi buổi tối như gió đều chạy lên núi một vòng, không biết lúc nào trở về. Nếu ở gần, nghe tiếng còi khẳng định sẽ trở về. Ai ngờ vừa mới thổi xong bước vào cửa, đã thấy dưới chân tường phía đông một con mèo to đứng lên, nhe răng xông lại phía nàng, không phải như gió thì là ai? Nó vậy mà không đi ra ngoài. Cách nó vài bước xa, mấy con gà mái và gà con tụm thành một đoàn, lui ra phía chân tường bên cạnh. Tình hình này rất quái dị, lão hổ đang nằm ngủ gật, gà ngồi xổm trước mặt lão hổ, hai con chó con chạy chơi khắp sân. Người không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng là đã tới thánh địa của Phật, động vật đều bị Phật pháp cảm hóa, tường an vô sự ở chung với nhau. Đỗ Quyên cười nói với Như Gió, ngươi không đi ra ngoài à? Như Gió miễn cưỡng kể bên cho nàng xoa đầu. Bên kia, Quế Hương mắng lũ gà, gà ngu xuẩn, qua nhiều ngày rồi mà không biết vào chuồng. Người mù à, lồng gà ở trước mặt không biết đi vào. Vừa mắng, vừa nổi giận đùng đùng cầm lấy một cái gậy trúc mảnh ở hàng hiên, chạy xuống bậc thang cùng Đỗ Quyên đuổi gà vào lồng. Đỗ Quyên cười nói, đám gà này thật ngốc. Nghĩ là chúng nó mới đổi chỗ ở nên không quen, trời vừa tối là lui lại tụ dưới chân tường. Đỗ Quyên đành phải động thủ bắt chúng bỏ vào chuồng. Bắt vài ngày còn chưa sửa được, lại cùng Quế Hương dùng gậy trúc lùa chúng vào lồng sắt. Buổi sáng mở lồng gà ra, cho bọn chúng thích ứng nhà mới. Ai ngờ qua vài ngày nay còn chưa biết tự vào chuồng, không là gà ngu thì là cái gì? Như Gió nhìn các nàng đuổi gà, cũng đứng lên giúp đuổi. Mỗi khi nó nhe răng, đám gà sợ tới mức chạy xa. Đỗ Quyên vội quát ngừng nó, không cho nó hảo tâm làm chuyện xấu. Rối ren một hồi, không dễ dàng bắt hết gà vào chuồng, Quế Hương bổ nhào nằm lên ghế dài ở hành lang, hừ hừ hai tiếng hỏi, lập tức luyện công. Đỗ Quyên sớm muộn gì đều luyện công, Quế Hương và Nhị Ni đều học theo. Nhân khẩu thôn Thanh Tuyền tăng rất nhanh, ruộng đất trong sơn cốc có hạn. Ở trong thâm sơn, dù không lấy săn thú làm nghề chính, cũng phải có thủ đoạn cần thiết mưu sinh mới được. Nhị Ni mặc kệ mình là nữ tử, kiên quyết theo Đỗ Quyên học. Nàng nói, trong núi này khắp nơi đều là bảo, phải luyện thân thể cường kiện chút, mới có bản lĩnh đi nhặt bảo. Quế Hương thấy hứng thú, cũng đi theo học. Tính nhẫn nại của nàng còn kém rất nhiều, không khác gì Đỗ Quyên lúc vừa mới học, rất nhàn hạ. Đỗ Quyên nhìn bộ dáng sụi lơ của nàng, cười nói, hôm nay không luyện, đi, đi lên lầu, chúng ta thổi tiêu, ngắm cảnh đêm, thể hội ban đêm yên tĩnh. Quế Hương nghe xong hết sức cao hứng, vội nhảy dựng lên. Đằng sau phòng khách có một gian khác, thang lầu ở gian này, tà tà thông tới hành lang lầu 2. Phía trên phòng khách là sân, hành lang phía đông kề bên phòng ngủ Đỗ Quyên, trước hành lang phía trước và sau đều tương đối rộng, hành lang phía trước đặt một cái bàn và hai cái ghế bành, hành lang phía sau bày một cái bàn tròn và bốn cái ghế, ngày mưa dầm thì ở trong này đọc sách thêu thùa may vá. Hành lang phía tây có cửa, mở cửa ra, bên ngoài là một dàn giáo rộng mở. Cửa phòng ngủ mở ra hành lang phía trước hướng đông. Căn nhà này xây ở Nam Sơn, tòa Nam Triều Bắc, nên trước sau phòng ngủ Lâm Xuân đều xây mái nhà cong rất rộng. Hành lang đằng trước hướng Bắc, tầm nhìn trống trải. Hành lang đằng sau hướng Nam, ngày đông ánh nắng tươi sáng, có thể ngắm cảnh sắc sau núi. Hai hành lang đều thông tới bình đài phía Tây. Vô luận sáng sớm hay trạng vạng, Đỗ Quyên yêu nhất là ngồi dưới hàng hiên nhìn cảnh xa. Những lúc đó, trong lòng nàng nhàn nhạt yên tĩnh, cảm giác như năm tháng ngừng trôi. Cũng trong lúc đó, tay nàng vỗ về lan can ôn nhuận láng mìn, lơ đãng nhớ tới Lâm Xuân,
nhớ tới đủ loại chuyện cũ bọn họ trải qua từ thời thơ ấu đến bây giờ. Sau này, mỗi khi đứng trên gác xếp này, nàng đều nhớ tới hắn. Nghĩ đến việc thiếu niên sẽ lưu luyến phồn hoa ngoài núi, hay sẽ quay về ngôi nhà nhỏ trong núi sâu. Như gió cũng thích nằm bên người Đỗ Quyên, cùng nàng ngắm nhìn ngọn núi xa xa. Nàng vuốt ve lớp lông êm mịn của nó khẽ giọng hỏi, ngươi nói xem, chủ nhân ngươi có bỏ lại ngươi hay không? Như gió không trả lời, chỉ dùng đầu co co nàng. Trời trong thì nắng sớm và nắng chiều chiếu vào hành lang phủ lên thân thể thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tựa như một bộ cổ họa. Có lúc, lầu các như cung điện trên trời, như ẩn như hiện trong mây, nơi cửa cung có thiên tiên ngóng nhìn hạ giới. Bây giờ, Đỗ Quyên và Quế Hương lấy ghế ngồi ở hành lang phía bắc. Đỗ Quyên thổi tiêu, Quế Hương dựa người vào lan can yên lặng nghe, không có mục tiêu nhìn quanh. Dưới trời sao, dòng sông trước nhà chảy xuôi vòng qua chân núi, nơi ruộng đồng xa xa là những khối đen tụ tập một chỗ. Chính là thôn Thanh Tuyền. So với thôn Trang, Nam Sơn bên này chỉ lác đác mấy gia đình, giống hoang sơn dã ngoại hơn. Đỗ Quyên thổi tiêu, trong lòng nghĩ tới Lâm Xuân, đoán hắn biết chuyện của Thu Sinh và Hoè Hoa sẽ sinh khí như thế nào, lại nghĩ tới Hoè Hoa cố chấp và tâm kế ra sao, trong lòng có chút phiền. Nhưng thổi một hồi, dần dần trầm tĩnh lại. Trong đêm vắng, nàng quên hết thảy, cũng không biết đang thổi những gì. Tiếng tiêu xoay quanh trời đất, so với ở trong thôn càng có hương vị trống trải mênh mông. Tiếng tiêu vang xa, tiếng nước va vào đập như cũng yếu hơn, trở thành nên hỗ trợ tiếng tiêu. Không biết thổi bao lâu, phía dưới truyền đến tiếng gõ cửa, Đỗ Quyên. Là Nhị Ni. Đỗ Quyên lập tức bừng tỉnh, vội đáp, Nhị Ni, tối nay không luyện. Nhị Ni nói, biết, ta kêu ngươi đi mò cá. Mò cá. Đỗ Quyên vừa nghe liền chân phấn, lập tức xuống liền. Nói xong đẩy đẩy Quế Hương bên cạnh, tỉnh. Bên miệng Quế Hương chảy nước miếng, hai mắt nhập nhèm hỏi, không ngủ hả? Đỗ Quyên nhỏ giọng nói, Nhị Ni kêu chúng ta xem mò cá. Quế Hương vừa nghe cũng thức tỉnh, đứng dậy hỏi, trễ vậy còn mò cá? Hai người đi xuống lầu, mở cửa, Đỗ Quyên hỏi Nhị Ni, ta thổi lâu không? Nhị Ni nói, không, chỉ chốc lát thôi. Đỗ Quyên và Quế Hương đều ngạc nhiên, các nàng cho rằng thổi cả nửa đêm. Vì thế lại khóa cửa, mấy người đi ra hướng bờ sông. Bây giờ bắt đầu mùa đông, vì sao các nàng có hứng thú với mò cá như vậy? Vì Đỗ Quyên nói với Nhị Ni, bệnh chốc đầu luôn ở dưới nước không tốt, tương lai dễ bị thấp khớp, nếu thích đánh cá như vậy, không bằng đóng cái bè tre hoặc là bè gỗ, lúc rảnh thì ra sông thả lưới, vừa chơi vui lại phương tiện. Bệnh chốc đầu liền làm cái bè gỗ, thường trèo ra đoạn sông này. Đỗ Quyên và Quế Hương đều thích ngồi bè gỗ, cho nên Nhị Ni mới kêu các nàng. Dưới bóng đêm, mấy cô gái thắp ngọn đèn lồng, cười nói đi về hướng bờ sông. Trong sông, bệnh chốc đầu đứng trên bè gỗ. Lắng nghe tiếng cười nói cố đè nén sự hưng phấn xa xa vọng lại, ánh lửa càng ngày càng gần, trên mặt nở nụ cười. Đợi các nàng tới, vội tiếp lên bè gỗ, ngồi trên băng ghế nhỏ cố định. Hắn chống cây xào trúc, chậm rãi trèo ra giữa lòng sông, ba cô gái đều cười, trèo vững chút bệnh chốc đầu ca. Chúng ta trèo ngược lên một chút, sau đó sẽ thuận theo dòng đi xuống dưới. Đỗ Quyên, ngươi trông chừng đèn, ta quăng lưới trước đã. Nói chuyện, Nhị Ni cùng Quế Hương gấp gáp quăng lưới xuống sông. Đỗ Quyên đỡ đèn lồng, nhìn ngọn đèn chiếu vào mặt nước, từng mảng sáng trắng, hồng nhảy nhót. Đi ngược dòng trèo thật cố sức, nhưng bệnh chốc đầu trở vợ cùng hai cô gái trên sông yên tĩnh, mỗi một mái trèo khua nước sông hoa hoa vang nhỏ, bè gỗ đi về phía trước, hắn chỉ cảm thấy tốt đẹp quên đi mệt mỏi. Đưa bè gỗ lên tới thượng du, bệnh chốc đầu giao mái trèo cho Nhị Ni, hắn mới tập trung thả lưới. Mỗi mẻ lưới kéo lên đều có các loại cá khác nhau nhảy loạn. Đám người Đỗ Quyên tranh nhau bắt, sau đó ném vào trong thùng nước, bùm, dầm, thêm tiếng cười nói, chấn động đến mức bè gỗ đung đưa, làm cho mặt nước gợn lên từng vòng sóng, làm ánh đèn yếu ớt nhấp nháy. Nhỏ đều thả đi.
cái này không nhỏ, cá này khó lớn lắm. Ai nha, Hoàng Lạt Đinh ai, ta thích nhất cá này kho tàu. Nhặt xong, bệnh chốt đầu lại thả lưới lần nữa. Ba cô gái thì an vị nhàn thoại. Trên sông dưới bầu trời đêm, bè gỗ lẳng lặng trôi, tiếng nói chuyện các nàng không tự chủ buông thấp, như sợ kinh động trời đêm đang say giấc. Người nhàn tâm cũng nhàn, đêm tĩnh tâm cũng tĩnh, thân mình bập bềnh theo dòng nước, ngước nhìn trời sao, dần dần hai mắt mờ sương, lời nói cũng trở thành nỉ non. Nhưng rất nhanh bệnh chốt đầu kéo lưới lên, các nàng lại tranh nhau bắt cá, lại là một trận cười đùa. Đang chơi được vui vẻ, bệnh chốt đầu bỗng nhiên nói, đứng ổn, nghe bên kia. Nói xong chống mái chèo, lẳng lặng lắng nghe. Đám người Đỗ Quyên cũng đều vểnh tai lên nghe. Vì thế nghe trên núi truyền đến tiếng gõ cửa, kêu, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Thanh âm khẩn trương còn mang theo kinh hoàng, trong đêm vắng nghe rất kinh tâm. Đỗ Quyên giật mình, vội đứng lên hương về phía đó trả lời, ta ở đây. Thanh âm truyền đi xa, quanh quẩn nơi chân núi. Quế Hương thấp giọng nói, là đại đầu cậu và mợ. Đỗ Quyên gật đầu, ngạc nhiên đã chế thế này bọn họ tới làm gì. Bệnh chốt đầu không cần Đỗ Quyên phân phó, không thả lưới nữa, dùng sức khua cây trúc, bè gỗ tựa như mũi tên xuôi về hạ du. Rất nhanh, bọn họ trèo đến trước cửa nhà bệnh chốt đầu. Bệnh chốt đầu đưa bè gỗ cập bờ. Đỗ Quyên, Quế Hương liền nhảy lên bờ, ba bước chạy về nhà. Còn chưa tới cửa, Đỗ Quyên liền hỏi, thím, sao các ngươi tới đây? Lâm đại đầu cướp lời khiển trách, buổi tối cũng không ngoan ngoan ở nhà, đã chạy đi đâu? Thật không bớt lo, nếu chúng ta không đến, còn không biết các ngươi làm cái gì nữa. Quế Hương nói, chúng ta cùng bệnh chốt đầu và nhị ni xuống sông đánh cá. Lâm đại đầu cả giận nói, buổi tối đánh cá cái gì? Lạnh như vậy lỡ té xuống sông thì sao? Đỗ Quyên đi tới gần, không cãi với hắn mà hỏi đại đầu thím, sao muộn như vậy còn tới, có phải đã xảy ra chuyện hay không? Vợ đại đầu nhìn thấy nàng, yên lòng, liền nói, chúng ta đến bồi ngươi. Đỗ Quyên kinh ngạc nói, ở cùng ta. Lâm đại đầu không nhìn được nói, đi vào nói, đi vào nói. Đỗ Quyên vội mở cửa, mấy người liền đi vào. Trong sân lại vang lên tiếng chó sủa non nớt. Vợ đại đầu vừa đi vừa nói khẽ giải thích với Đỗ Quyên, ban ngày ngươi và vương gia đánh một trận, phụ nữ kia bị đánh, người nhà hắn lại nhiều, chúng ta nghĩ lại không yên lòng, muốn đến bồi ngươi ngủ. Hà sinh và thu sinh không tiện đến, nên ta và cha hắn tới. Đỗ Quyên sợ ngây người, đứng lại ngốc hỏi, bọn họ còn dám tới hại ta. Lâm đại đầu nói, sao lại không dám? Gây thù, lo xa không vô ích. Nói xong đem hai cây chổi nhỏ bện bằng có lau kẹp dưới nách đặt ở hành lang. Đang cho ngươi hai cây chổi nhỏ. Cây chổi trúc của quét kêu rồn rột, ồn chết người, lại không sạch. Cái này tốt, vừa nhẹ, quét rác cũng sạch sẽ. Đỗ Quyên cảm kích nói, đa tạ đại đầu ba bá. Người này rất thận trọng hơn cả vợ, là điển hình người của gia đình. Quế Hương đã mở cổng, lại đi tới góc tường lấy cái đèn có chân bằng đá ra thắp lên, vợ chồng Lâm đại đầu mới cùng với Đỗ Quyên đi vào, ngồi xuống nói chuyện. Thì ra, Lâm gia nghe được cha mẹ Hoài Hoa trở về chịu gia pháp, lại nghĩ tới buổi chiều Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên ra tay tàn nhẫn, rất sợ vương gia có người không phục, ngầm trả thù. Hoàng gia kể bên Lâm gia, trong nhà lại có người lớn, đương nhiên không sợ. Đỗ Quyên chỉ có một mình ở ngoài chân núi, không tính gần nhà bệnh chốt đầu và Lý gia, bởi vậy Lâm đại đầu không yên lòng, cùng vợ đích thân đến. Đỗ Quyên nghe nhưng không tin, luôn cảm thấy nông dân cãi nhau thật ác liệt, cũng sẽ không âm độc dở trò xấu, giết người phóng hỏa. Lâm đại đầu trừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi còn nhỏ biết cái gì? Năm rồi Lâm gia và vương gia cũng cãi nhau, gây thật lớn, một đứa con vương gia thừa dịp đêm tối chạy tới nhà ông nuôi ngươi, siết chết con chó, trâu và con lừa, heo cũng bị giết, đầy sân đều là huyết, cuối cùng còn thả một cây đuốc đốt đống củi trong nhà. Quế Hương vội vàng nói, việc này ta có nghe ta cha nói qua.
Đỗ Quyên há to miệng nói, sao ngươi không nói với ta? Quế Hương nói, chuyện đã bao năm rồi, khi không ai nhắc tới mấy chuyện đó. Lâm Đại Đầu và vợ cũng lật chuyện xưa ra mà nói, nào là nhà ai cùng nhà ai kết thù, nào là hai nhà vốn là người quen cũ sau này trở mặt thành thù, lại có hai nhà vốn có thù, kết quả hai nhà trai gái cương quyết không kết thân. Chuyện nhà chuyện cửa kéo một cái là mấy chục đến trăm năm, phong phú nhiều vẻ, còn nặng nhẹ khác nhau. Lâm Đại Đầu diễn cảm rất lưu loát, phối hợp với động tác thủ thế tăng hiệu quả lên rất nhiều, rất giống như nói cổ thư. Đỗ Quyên và Quế Hương mở lớn mắt lắng nghe, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi. Mấy người nói một hồi, cười một trận, lại cảm thán một lúc, tổng kết một phen, rất có tư vị. Đỗ Quyên còn bưng nước trà cùng đồ ăn vặt đến, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Hai vợ chồng Lâm Đại Đầu đều cảm thấy, vẫn là con gái tốt. Xem đi, bọn họ vừa đến nhà Đỗ Quyên đã có nhiều chuyện nói, cũng vui vẻ, không giống như ở nhà. Đối mặt với mấy tên hỗn tiểu tử, ngoại trừ sinh khí thì là lo lắng. Đêm khuya, nói đến mệt mỏi, mọi người mới nấu nước tắm rửa rồi ngủ. Đỗ Quyên an bài hai người nghỉ tạm ở thư phòng. Trong thư phòng ngoại trừ sạp mỹ nhân Lâm Xuân mang tới, có thêm một cái giường La Hán mới, vừa lúc cho hai người ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau hai người đã rời giường qua sông về thôn. Lúc gần đi nói, đêm nay còn muốn đến. Đỗ Quyên nhìn bờ bên kia sông, không khỏi nhíu mày. Ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng nhị ni kêu Đỗ Quyên đi chặt củi. Núi bao bọc bốn phía, người dân thôn Thanh Tuyền đương nhiên không thiếu củi đốt. Nhưng bọn hắn bình thường không đốn củi ở vùng phụ cận thôn trang, mà đi tới khu rừng xa hơn chặt củi lớn. Cái gọi là củi lớn là nhánh cây to cỡ cánh tay hoặc là cả cây tùng, như vậy đốt được lâu hơn. Hơn nữa có thể lấy được than. Có than, mùa đông đốt bếp lò cũng tốt, sưởi ấm cũng tốt. Đỗ Quyên cũng muốn dự trữ thêm củi lớn qua mùa đông, vì thế xách búa đi theo. Bận rộn một ngày, chạng vạng mới trở về. Tới buổi tối, quả nhiên vợ chồng Lâm Đại Đầu lại tơi nữa. Từ nay về sau, sinh hoạt của Đỗ Quyên không phải đốn củi thì là vào núi săn thú, hoặc vào núi bắt cá. Đúng tiêu chuẩn đánh cá và săn bắt kiếp sống. Ngẫu nhiên cũng ở nhà nghỉ một ngày, thì nhất định vội vàng thu thập đất trồng rau, hoặc muối thịt, làm đồ ăn. Trong thời gian này, Lâm Xuân gửi thư vài lần. Trong thư hắn nói, tuy không gặp được sư phó, nhưng từ bạn hắn cho biết, hắn đi phương Bắc làm việc. Đầu tiên định ra một tháng sẽ trở về, khả năng trên đường bị trì hoãn, nói sư mẫu và Đỗ Quyên không cần lo lắng. Có thể Đỗ Quyên mới buông tim xuống. Nàng phát hiện hắn viết thư cho mình không theo quy cách nào, có lúc là chút việc vặt, có khi lại là một sự kiện hoàn chỉnh, có lúc là một tin đồn thú vị, đại khái mỗi ngày phát sinh cái gì, nhớ tới cái gì, hắn lập tức viết xuống, mỗi ngày tích góp, sau đó gửi về nhà. Chạng vạng, Đỗ Quyên ngồi ngoài hành lang trên lầu đọc thư. Đọc xong, nàng sẽ hồi âm cho hắn. Nên khiêng bàn ra lan can viết. Chuyện đốn củi, săn thú, bắt cá vất vả nàng một mực không nói, mà miêu tả sống động những cảnh đẹp khác nhau mỗi ngày nàng ngắm nhìn ở ban công, kể lại cảnh vui sướng khi ngồi bè gỗ phiêu lưu bắt cá, còn có rau cỏ ngoài ruộng tùm thế nào, tiếng tiêu quanh quần Nam Sơn ra sao cùng với tâm tình yên tĩnh khi thổi tiêu. Những văn tự này, đọc có thể tưởng tượng ra bức tranh sơn thủy trước mắt. Như gió chạy tới, lẳng lặng nằm bên chân nàng nhìn về phía trước. Trong sân phía dưới, hai con chó con, uông uông, gọi, như vĩnh viễn không biết mệt. Như gió đại khái nghe bị phiền, chồm xuống gầm nhẹ một tiếng chấn trụ. Chó con ngửa đầu chống lại nhìn thoáng qua, lập tức ngoác ngoác đuôi chạy vào nhà. Chỉ chốc lát, chúng nó cũng trèo lên lầu, thân mình béo phì lấn tới lấn lui bên chân Đỗ Quyên. Như gió thấy chẳng những không chấn nhiếp được hai quả cầu thịt, chúng nó còn lật ngược thế cờ trêu chọc đến bên người, rất sinh khí, nhe răng giống chúng nó một tiếng, bộ dáng rất hung ác. Chó con không hiểu nhìn con mèo to như muốn hỏi, ngươi phát bệnh thần kinh gì hả? Chúng nó ở chung nhà với như gió, thấy trước nay nó không làm thương tổn súc vật trong nhà,
theo bản năng tâm lý sợ hãi liền nhạt đi. Đỗ Quyên nhìn chó con ngây thơ vô tội, bộ dáng như gió phẫn nộ không kiên nhẫn, cười ngửa tới ngửa lui, lập tức đem một màn này viết vào trong thư. Quế Hương đi tới hỏi, cười cái gì? Ở đây, cuộc sống cứ yên tĩnh trôi qua. Bên Vương gia không có động tĩnh gì, như chuyện lần trước bị đông kết. Đỗ Quyên khuyên hai lần, vợ chồng Lâm Đại Đầu không đến bồi nàng nữa. Gần tới cuối năm, Quế Hương cũng bị nương nàng kêu trở về. Nàng không cam nguyện nên cứ cách năm ba bữa chạy tới ở một đêm. Thấy đã gần đến tháng chạp, Đỗ Quyên kêu Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Ly, theo Lâm Đại Mãnh và đám người thu sinh vào núi săn bắn, vừa là chuẩn bị cho Hoàng Tước Nhi thành thân, hai là vì cuối năm chuẩn bị hàng Tết. Hoàng Lão Thực và Hoàng Lão Nhị cũng đi theo. Sau vài lần vào núi, đã là mùng 10 tháng chạp, Hoàng gia, Lâm gia bận rộn không ngừng. Hoàng Tước Nhi sắp xuất giá, nên được nuông chiều, không cho làm việc. Nàng liền lợi dụng thời gian tới nhà Đỗ Quyên nói chuyện, ở lại hai ngày. Bên ngoài âm u, lạnh buốt, hai chị em mang lò lửa từ nhà kho đằng sau nhà bếp ra, đặt ở cửa phòng để chiếu sáng. Đỗ Quyên lại đặt hai cái ghế bên cạnh lò lửa. Ghế ngồi không thẳng mà là hình cung, đặt bên cạnh lò lửa cũng hình cung, vừa lúc ăn khớp. Hoàng Tước Nhi khen, cái ghế này làm khéo, vừa vặn với lò này. Nói xong cởi giày, nhấc chân bước vòng qua lò lửa, ngồi xuống ngã ra phía sau một chút, rất thoải mái không khỏi tán thưởng vài câu. Đỗ Quyên cười nói, Lâm Xuân làm việc thích động não, nếu thấy tốt, hắn sẽ giữ lại ưu điểm, nếu cảm thấy có hoa không quả, hắn sẽ tự mình nghĩ cách cải tiến, lúc làm việc cũng luôn lấy giản tiện thực dụng làm chủ, sau đó mới suy xét đến vấn đề mỹ quan. Hoàng Tước Nhi nghe nàng khen Xuân Sinh như vậy, lặng lẽ cúi đầu cười. Muội muội có thể từ từ chuyển giao trái tim tới Lâm Xuân, là hy vọng nàng muốn nhìn thấy nhất. Lập tức hai chị em ngồi bên lò lửa, nói chuyện thêu thùa may vá. Đỗ Quyên giúp Hoàng Tước Nhi vé một kiện áo lót bằng da mặc bên trong. Hoàng Tước Nhi vừa nạp đế giày, vừa nói cho nàng biết Tảm Lao Yên năm sau sẽ đi cây lê câu, ở nhà đại cứu Gia Gia và đại cứu Nãi Nãi, còn nói Tảm Lao Yên giúp nàng thêu một kiện áo cưới. Đỗ Quyên an tĩnh nghe, nghĩ sớm hay muộn gì cũng phải đi bước này. Kỳ thật nàng cũng không thể làm như không có chuyện gì. Nhưng cách xa, đau đớn cũng xa, mơ hồ, nhàn nhạt. Buổi tối, hai chị em xách 3-4 thùng nước nóng hầm hập lên lầu tắm rửa, rồi tựa vào giường nói chuyện. Như gió đi dạo trên núi một vòng trở về, vừa định đến bên hông nhà lẻn vào viện, bỗng nhiên như nhận thấy được cái gì, nghiêng tai lắng nghe một hồi, lập tức như gió chạy về hướng hậu sơn. Nó dừng lại trước một cây đại thụ, ngửa đầu hướng lên cây gầm nhẹ. Lâm Xuân nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, nói, là ngươi thính tai.